Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1451, cái này còn phải nghĩ sao? Tay phải của Võ Vấn từ từ nắm chặt, ông ta khẽ nói, nếu cần thiết, lão phu cũng chỉ có thể nhúng tay vào thôi. Hách Liên Thiên nhìn Võ Vấn với vẻ kinh ngạc, sư tôn định can thiệp sâu vào sao? Võ Vấn không nói gì, ông ta chỉ lẳng lặng nhìn An Lan Tú ở phía xa. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi võ viện, tâm trạng hắn khá buồn bực. Tầng 6 đột nhiên nói, tức giận hả? Diệp Huyên gật đầu, hơi. Tầng 6 nhẹ nhàng nói, ngươi tức cái gì chứ? Ngươi nên vui mới phải. Diệp Huyên không hiểu lắm. Tầng 6 nói, nàng cũng không phải là chất vấn ngươi, mà là lo lắng cho ngươi. Ngươi có biết, trong võ đạo và kiếm đạo, cái gì là khó nhất không? Diệp Huyên lắc đầu, chuyện tin hay. Tầng 6 nói, giữ vững bản tâm, sơ tâm bất biến. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Tầng 6 lại nói, lúc nãy ta quan sát cô nương kia, hình như nàng ấy đã đến giai đoạn cản trở về mặt tình cảm. Nếu như nàng ấy lĩnh hội, kiên định với võ đạo chi tâm, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Còn ngươi có lẽ chính là chướng ngại lớn nhất của nàng ấy. Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, tiền bối có ý gì? Tầng 6 nói, ý ta chính là, trước mặt nàng ấy có hai con đường. Con đường thứ nhất là đoạn tình, buông bỏ hết tất cả nỗi nhớ nhung của nàng ấy đối với ngươi, lúc đó ngươi tốt hay xấu, là người hay quỷ, cũng chẳng liên quan gì đến nàng ấy, lúc đó trong lòng nàng ấy chỉ có võ đạo. Còn con đường thứ hai chính là định tình, nàng ấy hiểu rõ lòng mình, giữ vững tình cảm đối với ngươi. Lấy tình nhập võ, lấy võ nhập đạo. Còn lúc này, có lẽ ngươi chính là nền móng võ đạo của nàng ấy, thậm chí địa vị của ngươi trong lòng nàng ấy còn cao hơn cả võ đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ngươi thấy nàng ấy sẽ chọn cái nào? Cái thứ nhất. Tầng 6 nói, cái này còn phải nghĩ sao? Diệp Huyên cực kỳ khó hiểu, tại sao? Tầng 6 nói, vì thái độ khi nãy của ngươi. Diệp Huyên cười mỉa, thái độ của ta cũng chẳng ra làm sao nhỉ. Chương 1452, lực lượng ma kha. Tầng 6 nói, một khi nàng ấy chọn đoạn tình, kiên định với võ đạo chi tâm, lúc đó người đối với nàng ấy mà nói cũng không khác gì một người xa lạ. Mà võ viện đó chắc chắn cũng hy vọng nàng ấy đoạn tình, nói không chừng trong thời khắc then chốt còn làm ra một số thủ đoạn để ép buộc nàng ấy đoạn tình. Nghe thấy vậy. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Ngay sau đó, Diệp Huyên xoay người chạy thẳng đến võ viện. Không lâu sau, Diệp Huyên đã quay lại võ viện, nhưng hắn còn chưa đến chỗ An Lan Tú đã bị Võ Vấn và Hách Liên Thiên chặn lại. Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, đi đi. Khuôn mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, hai vị tiền bối, xin hãy tránh đường. Võ Vấn híp hai mắt lại, đi đi. Diệp Huyên đột nhiên gào thét, cút ra. Vừa dứt lời, một luồng khí tức cực mạnh đột nhiên cuộn trào ra từ trong cơ thể hắn. Long hồn. Long lực. Lực lượng ma kha. Không chỉ như vậy, lúc này hắn còn bạo phát ra hết, huyết dịch toàn thân sôi trào, một luồng khí tức đỏ như màu máu trực tiếp dồn ép Võ Vấn và Hách Liên Thiên trước mặt hắn lùi ra xa mấy trượng. Giọng nói của tầng 6 bỗng vang lên, huyết mạch này. Trước mặt Diệp Huyên, ánh mắt hai người Võ Vấn cũng hiện lên cảm xúc không thể tin nổi. Vừa rồi cơ thể Diệp Huyên bộc phát luồng sức mạnh có thể đẩy lùi cả bọn họ. Đẩy lùi. Võ Vấn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, trong lòng kinh sợ, đây là huyết mạch chi lực sao? Hai người ở trước mặt, cơ thể Diệp Huyên đang run rẩy dữ dội mà đồng tử ma kha của hắn cũng dần dần biến thành màu đỏ như máu. Ngay lúc này, tháp giới ngục bên trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên run lên, sau đó một luồng sức lực thần bí bao phủ lấy hắn. Dần dần máu huyết toàn thân Diệp Huyên cũng bình ổn. Đồng tử Diệp Huyên cũng từ từ phục hồi lại bình thường. Một lát sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, vừa rồi ta có chuyện gì sao? Chương 1453, chặt đứt tơ tình. Tầng 6 hỏi, ngươi làm gì vậy? Diệp Huyên chợt sững người. Sau đó nói, tại sao lại hỏi như vậy? Tầng 6 nói, không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Diệp Huyên. Tầng 6 lại nói,
vừa nãy huyết mạch chi lực kia của ngươi đã bị cái tháp này trấn áp rồi. Bị tháp giới ngục trấn áp. Diệp Huyên có hơi không hiểu, tại sao nó lại trấn áp huyết mạch của ta? Là vì sợ ta xảy ra chuyện sao? Tầng 6 nói, nó là sợ nó có chuyện, huyết mạch kia của ngươi không bình thường, nếu như thức tỉnh thì nó có thể sẽ gặp nguy, vì vậy nó trực tiếp trấn áp rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Huyết mạch. Bây giờ cũng không biết huyết mạch của mình là cái quỷ gì nữa. Hắn chỉ biết, ban đầu máu của thần vương kia cũng bị hắn hấp thu. Huyết mạch của mình rất mạnh sao? Diệp Huyên khẽ lắc đầu, không nghĩ đến vấn đề này nữa, hắn không hỏi hai người võ vấn mà xông thẳng đến chỗ An Lan Tú cách đó không xa. Hách Liên Thiên đang muốn ngăn lại thì võ vấn lại lắc đầu, để hắn đi đi. Hách Liên Thiên nhìn võ vấn nhẹ giọng nói, nếu cố ý ngăn hắn lại, đến lúc đó có thể sẽ mất nhiều hơn được, để nàng ấy tự chọn lựa. Hách Liên Thiên gật đầu. Cách đó không xa, Diệp Huyên xông đến trước mặt An Lan Tú, hai mắt An Lan Tú đang nhắm chặt, nàng cứ đứng như vậy không hề động đậy. Diệp Huyên khẽ nói, Tiểu An. Không hề trả lời. Trong lòng Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, làm sao bây giờ? Tầng 6 nói, không biết. Diệp Huyên. Tầng 6 nói, bây giờ nàng ấy đã tiến vào trạng thái thiền định rồi nhưng tất cả những lời ngươi nói, nàng ấy vẫn có thể nghe thấy, cứ nói đi, để nàng ấy đừng đoạn tình. Nếu không, một khi nàng ấy chặt đứt tơ tình, ngươi sẽ phát hiện nàng ấy không còn là người mà mình quen biết nữa. Chặt đứt tơ tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1454, bởi vì mặt ngươi dày quá đi. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, hắn hít sâu một hơi rồi nói, Tiểu An, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng thì đã có ý với nàng rồi. À không phải, là thiện cảm. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã có thiện cảm với nàng. Sau này lại không biết từ bao giờ mà tận sâu trong đáy lòng ta đã có thêm một bóng hình, người đó chính là nàng. Sau khi nàng đi, mỗi ngày ta đều nhớ nàng ít cũng đến 3 lần, cảm giác đó, giống như chuột nhớ gạo vậy, ngày ngày đêm đêm, từng thời từng khắc đều dày vò. Võ Vấn đứng bên kia lắc đầu, lão phu nghe không nổi nữa rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Hách Liên Thiên. Cách đó không xa, Diệp Huyên tiếp tục nói, vừa lúc nãy, có người nói với ta rằng ta có thể sẽ mất đi nàng mãi mãi. Nàng có biết lúc đó, ta có cảm giác gì không? Hoảng sợ, lần đầu tiên, ta có cảm giác sợ hãi. Nếu như mất đi nàng thì kiếm đạo còn có ý nghĩa gì nữa? Sinh mạng còn có ý nghĩa gì nữa? Đời người, không chỉ nên có mỗi kiếm đạo, ta còn muốn có nàng. Hách Liên Thiên ở gần đó khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ. Nói rồi ông ta cũng xoay người rời đi. Diệp Huyên vẫn còn muốn nói gì đó, lúc này đột nhiên An Lan Tú mở mắt ra, gương mặt nàng khẽ ửng hồng. Diệp Huyên sững người, sau đó vội nói, Tiểu An. An Lan Tú lại lắc đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyên liền muốn đuổi theo, tầng 6 chợt nói, ngươi không cần mặt mũi, nhưng người ta vẫn cần mặt mũi đấy. Diệp Huyên không hiểu, ý tiền bối là sao? Tầng thứ 6 nói, có lúc thấy ngươi cũng thông minh, sao lại có lúc ngu ngốc như thế này nhỉ? Diệp Huyên. Tầng thứ 6 nói, đi thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vẫn còn chưa nói rõ với nàng ấy nữa. Tầng thứ 6 nói, còn nói cái gì nữa? Nàng ấy không chém ngươi là chứng tỏ nàng ấy không hề lựa chọn buông bỏ ngươi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau lại hỏi, vậy tại sao nàng ấy lại muốn chạy? Tầng thứ 6 nói, bởi vì mặt ngươi dày quá đi. Diệp Huyên. Lúc này, Võ Vấn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 1455, chúng ta chỉ mong ngươi rời đi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối sợ ta liên lụy nàng rồi lại ảnh hưởng đến võ viện. Võ Vấn lắc đầu, ta không sợ ngươi làm liên lụy võ viện, ta sợ ngươi sẽ kéo nàng ấy chết. Diệp Huyên trầm mặc. Võ Vấn còn muốn nói gì đó thì Diệp Huyên chợt nói, tiền bối, thái độ của võ viện đối với kiếm tông là thế nào? Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn hỏi gì? Diệp Huyên cười nói, nếu ta đoán không lầm,
võ viện của ông cũng đã có sát tâm đối với kiếm tông, chỉ là các ông đang đợi một cơ hội thôi. Nếu là vậy thì chúng ta cũng có chung một mục đích, ông nói xem. Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, ta rất cảm tạ võ viện đã thu nhận muội muội ta và Tiểu An. Không đúng, hai chữ thu nhận này cũng không thỏa đáng. Bởi vì tiền bối biết rất rõ, võ viện có họ gia nhập thì sẽ không phải chịu thiệt. Nếu như tiền bối cảm thấy vì ta mà liên lụy bọn họ, sau đó sẽ liên lụy võ viện thì ta có thể đưa bọn họ rời đi, ta tin chắc vẫn còn rất nhiều thế lực nguyện ý thu lưu bọn họ. Võ Vấn nhìn thẳng Diệp Huyên, chúng ta chỉ mong ngươi rời đi. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ là ai cũng không cách nào chia cắt được ta và muội muội ta, và cả mấy người Tiểu An. Võ Vấn lắc đầu. Chương 1456, bọn họ muốn ra tay với kiếm tông. Bạch Chỉ truyền âm thanh bằng huyền khí, người mà ngươi kéo ta đi tìm xuất hiện lần cuối ở kiếm tông, sau đó không biết bà ấy đã đi nơi nào. Ở trong góc, Diệp Huyên cau mày, kiếm tông. Bạch Chỉ khẽ gật đầu, bà ấy không hề đi vào kiếm tông, chỉ là nán lại ở bên ngoài kiếm tông một lát, sau đó đã không còn bất kỳ tin tức nào. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi nói, không có một chút tin tức gì sao? Bạch Chỉ gật đầy, như vậy rất bất thường, vì với thực lực bà ấy, có lẽ không thể nào đột nhiên biến mất như thế được. Diệp Huyên trầm mặc. Cha và mẹ của mình sao lại thần bí đến như vậy? Đối với người cha trước giờ chưa từng gặp mặt, hắn cũng không hận, bởi vì em gái còn sống khỏe mạnh, vì vậy hắn không hề hận ai cả, đương nhiên hắn cũng chẳng quan tâm nhiều. Dù sao cũng đã qua nhiều năm qua, hắn và em gái sống nương tựa lẫn nhau, có thêm một người cha hay mất đi một người cha thì chẳng ảnh hưởng gì đối với hắn. Muội muội sống tốt, thì thế giới của Diệp Huyên hắn chính là tốt đẹp. Bạch Chỉ lại nói, bọn họ muốn ra tay với kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ vậy. Bạch Chỉ trầm giọng nói, ngươi phải cẩn thận, theo như ta biết, bản thân kiếm tông này không hề đơn giản, con bài chân chính của bọn họ có lẽ vẫn chưa lộ ra đâu. Hơn nữa, kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy, không chừng một vài kiếm tu thế hệ trước vẫn còn sống. Bình thường những người này có thể sẽ chẳng quan tâm tới chuyện trong kiếm tông, nhưng nếu kiếm tông gặp nguy cơ diệt môn thì chắc chắn bọn họ sẽ quản. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ phụ trách chính diện, ta phụ trách đánh lén, nếu đánh không lại thì ta sẽ bỏ chạy. Bạch Chỉ lắc đầu cười, ngươi cái tên này. Nói đến đây, dường như nàng ta nghĩ đến gì đó, nghiêm mặt nói, còn có một chuyện, tông chủ tiền nhiệm của kiếm tông Mục Phong Trần đã đi khỏi kiếm tông, không biết đã đi nơi nào. Kiếm Thánh. Diệp Huyên cau mày, rời khỏi kiếm tông rồi sao? Bạch Chỉ gật đầu, nói chung kiếm tông truyền thừa nhiều năm, chuyện thực lực bọn họ rốt cuộc sâu đến mức nào thì ngoại trừ bản thân họ, không ai biết được. Diệp Huyên nói, ta sẽ cẩn thận, cô cũng phải cẩn thận. Nói rồi hắn xoay người biến mất. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, chúc người thuận buồm xuôi gió trong mọi chuyện. Chương 1457, vậy người còn không mau cất nó lại. Diệp Huyên đến bên ngoài thần võ thành, hắn nhẹ nhàng âm thầm ẩn nấp, chuyện bây giờ hắn cần làm chính là chờ đợi. Chờ đợi đám người cứu viện của lão nhạc đến. Trên cây, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn vung tay trái, một thanh kiếm có vỏ xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thanh kiếm trước mắt, Diệp Huyên chợt cau mày. Hắn vẫn có chút tò mò về thanh kiếm này, rốt cuộc là một thanh kiếm thế nào đây? Hắn do dự chốc lát, sau đó lại dùng sức rút ra, kiếm vẫn không hề động đậy. Diệp Huyên cười khổ, đang định thu hồi lại thì đúng lúc này, hắn như nghĩ đến gì đó, trực tiếp quay lại tháp giới ngục. Hắn đi đến trước mặt Tiểu Linh Nhi, sau đó đưa thanh kiếm trong tay cho cô bé, ngươi rút thử xem. Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, sau đó cô bé lại gần kiếm, nhận lấy rồi nhẹ nhàng rút ra. Bù! Một tiếng kiếm rít chợt vang lên từ trong tháp giới ngục. Ngay sau đó, sắc mặt Diệp Huyên liền thay đổi, hắn trực tiếp bay ra ngoài tháp giới ngục, trên đầu hắn, một mảng mây đen không biết từ lúc nào xuất hiện. Trong mây đen, sấm chớp vang dội, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên! Tiên trong kiếm độc tôn, dừng lại. Lúc này, bên trong tháp giới ngục bỗng vang lên âm thanh của tầng thứ 6.
Tiểu Linh Nhi khẽ chớp mắt, vẫn còn chưa phản ứng kịp. Tầng 6 lại nói, nhóc con, dừng lại. Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu, chớp chớp mắt, người đang nói ta sao? Tầng thứ 6 nói, đúng, mau dừng lại. Tiểu Linh Nhi khó hiểu, dừng cái gì? Tầng 6. Lúc này, Tiểu Linh Nhi nhìn thanh kiếm trong tay, kiếm đang run rẩy dữ dội, trên vỏ kiếm đã có vết nứt. Tiểu Linh Nhi hơi hoảng sợ, nó, hình như nó muốn ra ngoài. Tầng thứ 6 nói, vậy ngươi còn không mau cất nó lại. Nghe vậy, Tiểu Linh Nhi vội vàng cất thanh kiếm vào vỏ. Thanh kiếm lập tức ổn định lại. Chương 1458, nàng ta bảo ta phải bảo vệ bí mật. Ở bên ngoài tháp giới ngục, trong hư không, một luồng sấm chớp như con rắn bạc lượn lờ trong tầng mây đen, hồi lâu vẫn không tan biến. Vẻ mặt Diệp Huyên vô cùng nghiêm trọng. Nguy hiểm. Trong giây phút vừa rồi, hắn thật sự cảm nhận được nguy hiểm. Nếu như trước đó, những sấm chớp kia giáng xuống, hắn cảm thấy bản thân sẽ bị sấm chớp bổ thành cho tàn. Diệp Huyên quay lại tháp giới ngục, Tiểu Linh Nhi vội đưa thanh kiếm cho hắn, khuôn mặt nhỏ của cô bé hơi tái nhợt. Diệp Huyên khẽ xoa xoa đầu Tiểu Linh Nhi, sau đó ngẩng đầu tiền bối, kiếm này. Tầng 6 nói, ý sát phạt của kiếm này quá nặng, giờ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của ngươi. Diệp Huyên cười khổ, rốt cuộc thì đây là kiếm gì đây? Tầng 6 nói, không biết, nhưng nhìn từ khí thế thanh kiếm này, xem ra kiếm này không phải loại hiền lành gì đâu, người của hiện tại không thể nào khống chế. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay, khẽ nói, có lẽ kiếm tông biết được lai lịch kiếm này. Đột nhiên Tiểu Linh Nhi chỉ lên tầng trên, sau đó nói, tầng 7, ta muốn đi. Tầng 7. Diệp Huyên không nghĩ nữa, nhìn sang Tiểu Linh Nhi, người muốn đi tầng 7. Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyên có chút tò mò, đi tầng 7 làm gì? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, đồ tốt. Tầng 7, đồ tốt. Diệp Huyên hỏi, tiền bối, người có biết tầng 7 có gì không? Tầng thứ 6 nói, không biết. Diệp Huyên nhìn Tiểu Linh Nhi, sao người biết tầng 7 có đồ tốt? Tiểu Linh Nhi chớp mắt không nói. Diệp Huyên cười nói, ngay cả ta mà ngươi cũng không thể nói được sao. Tiểu Linh Nhi khẽ cúi đầu, không thể nói được, nàng ta bảo ta phải bảo vệ bí mật. Nàng ta. Diệp Huyên cau mày, nàng ta là ai? Chương 1459. Tiểu Linh Nhi lắc đầu, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Diệp Huyên khẽ cười, được rồi, ta không hỏi nữa. Nhưng tầng 7 này thì ta cũng không vào được. Tầng thứ 7. Nếu không có đạo tắc thì hắn chỉ có thể cảm nhận được tầng thứ 7, nhưng lại không thể đi vào. Tiểu Linh Nhi nhìn Diệp Huyên hỏi, ta có thể cầm kiếm chém nó ra được không? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Tầng 6 chợt nói, suy nghĩ của cô nhóc này rất nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên đề phòng chút. Diệp Huyên cười khổ, nhóc con, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn. Có biết không? Tiểu Linh Nhi khẽ chép miệng, được thôi. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì đột nhiên cau mày. Hắn nhanh chóng rời khỏi tháp giới ngục. Vừa rời khỏi tháp giới ngục thì trước mặt hắn liền vang lên âm thanh, đến võ viện. Là giọng của Liên Vạn Lý. Diệp Huyên không hỏi tại sao mà lập tức biến mất. Tại võ viện. Bên trong một cái sân, Diệp Huyên tìm được Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trầm giọng nói. Tiểu An sắp đột phá. Đột phá. Diệp Huyên hỏi, tạo hóa cảnh. Liên Vạn Lý nhìn thẳng Diệp Huyên, là đạo cảnh. Đạo cảnh. Trong lòng Diệp Huyên kinh ngạc, đạo cảnh. Sao có thể? Phải biết là trước đây An Lan Tú vẫn chỉ là thánh cảnh. Lúc này, Võ Vấn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn hắn, nàng ấy dùng tình nhập võ, lấy võ nhập đạo. Tâm tình sáng rõ. Lại thêm căn cơ nàng ấy đã vững chắc, vì vậy mới trực tiếp tiến thẳng vào tạo hóa cảnh. Diệp Huyên cau mày, vào tạo hóa cảnh, vậy nàng ấy lập tức tiến thẳng lên đạo cảnh. Võ Vấn lắc đầu, nếu chỉ là bình thường như vậy thì đương nhiên là quá tốt, nhưng huyết mạch nàng ấy thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh. Diệp Huyên sững người, sau lại hỏi, huyết mạch gì? Chương 1460.
Võ Vấn trầm mặc. Diệp Huyên đang định hỏi tiếp, Võ Vấn lại nói chung là hiện tại nàng ấy đã leo lên lưng cọp, không thể không bộc phát ra được. Nói rồi ông ta nhìn Diệp Huyên, nàng ấy sắp từ võ nhập đạo rồi. Diệp Huyên trầm giọng, từ võ nhập đạo, chính là đạo cảnh sao? Võ Vấn gật đầu, đạo cảnh, hay được gọi là vào đạo cảnh. Ta để bọn họ gọi ngươi tới là hy vọng ngươi có thể âm thầm bảo vệ nàng ấy. Diệp Huyên nhìn Võ Vấn, ý tiền bối là kiếm tông có thể sẽ đến gây rối. Võ Vấn gật đầu, không phải có thể, mà là chắc chắn. Cô nhóc kia kỳ tài ngút trời, một khi vào đạo cảnh thì cao thủ đạo cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng ấy, kiếm tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn nàng ấy vào đạo. Diệp Huyên trầm giọng nói, có thể áp chế không? Võ Vấn lắc đầu, áp chế không nổi. Hiện tại, nàng ấy nhất định phải đột phá, nếu miễn cưỡng áp chế thì sẽ hỏng chuyện. Bởi vì huyết mạch chi lực kia, chúng ta không áp chế được, mà cũng không dám áp chế. Hơn nữa, huyết mạch thức tỉnh cũng là một kỳ ngộ đối với nàng ấy. Diệp Huyên trầm mặc chốc lát, rồi hỏi, cần ta làm gì? Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, người ở trong tối giúp đỡ, không được để bất kỳ ai đến gần. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiến bối đảm bảo được không? Võ Vấn lắc đầu, nếu tất cả cao thủ kiếm tông tập hợp lại đối phó nàng ấy thì ta không dám đảm bảo. Nói đến đây, sắc mặt ông ta có chút đau khổ, cô nhóc này đột phát thật sự không đúng lúc chút nào. Diệp Huyên trầm giọng, ta muốn gặp nàng ấy. Võ Vấn gật đầu, đi theo ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên và Mạc Tà đi đến núi sau võ viện. Trên đỉnh núi, An Lan Tú yên tĩnh đứng đó, bộ quần áo trắng như tuyết, không nhiễm chút bụi trần. Diệp Huyên đi đến sau lưng An Lan Tú, nàng khẽ nói, huynh đến rồi. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói thì An Lan Tú bỗng lên tiếng, huynh đừng nói chuyện. Diệp Huyên, An Lan Tú nhìn chân trời phía xa, nhẹ giọng nói, những lời huynh nói với ta lúc trước là thật lòng sao? Chương 1461, bảo vật tạo hóa cảnh. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, đương nhiên. An Lan Tú gật đầu, ta đột phá rồi. Nói xong, hai mắt nàng từ từ nhắm lại. Diệp Huyên nhìn An Lan Tú, có ta ở đây, không ai có thể làm phiền đến nàng. Nói xong hắn lẳng lặng biến mất. Sau khi Diệp Huyên lui ra, toàn bộ cao thủ võ viện đều xuất hiện. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện khắp xung quanh bầu trời võ viện, không chỉ vậy, trên đỉnh đầu An Lan Tú còn có một chiếc chuông vàng to bằng một bàn tay. Chuông vàng này tỏa ra một hào quang màu vàng bao phủ lấy An Lan Tú. Ngoại trừ chiếc chuông vàng này, xung quanh nàng còn có thêm bốn cây cờ màu vàng cao hơn một trượng. Bốn cây cờ này trực tiếp cố định không gian xung quanh An Lan Tú, không gian xung quanh nàng biến thành vách sắt tường đồng. Cho dù là cao thủ đạo cảnh thì cũng không thể xuyên qua không gian đến trước mặt nàng. Không chỉ vậy, trong khoảng không chung quanh còn có những sợi tơ vàng chi chít dày đặc bao vây toàn bộ không gian. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên những sợi tơ vàng này đều được vẽ những ký hiệu thần bí. Những ký hiệu này tỏa ra những tia năng lượng chằng chịt như một tấm lưới, bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh An Lan Tú. Bảo vật tạo hóa cảnh. Cho dù là chuông vàng kia hay là những cây cờ, hoặc những sợi tơ vàng, toàn bộ đều là bảo vật tạo hóa cảnh. Mà ở trên chuông vàng, có một ông lão đang đứng. Người này chính là Võ Vấn. Cao thủ mạnh nhất của võ viện hiện tại. Lần này, vì việc thăng cấp của An Lan Tú, có thể nói võ viện đã dùng hết toàn bộ cao thủ. Một cao thủ đạo cảnh trẻ như vậy. Hơn nữa còn là một người rất có tiềm năng trở thành người sở hữu thần thông võ đạo, rất đáng để võ viện làm như vậy. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi kiếm tông, hắn trực tiếp ra khỏi thành, tìm đến mấy người lão nhạc. Lão nhạc nhìn Diệp Huyên trước mặt, người mong muốn chúng ta bảo vệ cô nhóc của võ viện kia. Diệp Huyên lắc đầu. Ánh mắt lão nhạc chợt kinh ngạc, vậy ngươi muốn gì? Diệp Huyên nhìn lão nhạc, đây là một cơ hội của chúng ta. Kiếm tông nhất định sẽ ra tay với thiên tài kia võ viện, mà khi bọn họ ra tay, đó cũng chính là cơ hội của chúng ta. Chương 1462. Lão nhạc nói, đúng là cơ hội của chúng ta. Nói đến đây, lão ta nhìn Diệp Huyên,
vậy ngươi cảm thấy khi nào thích hợp cho chúng ta ra tay? Diệp Huyên trầm mặc một lúc, nói, sau khi kiếm tông ra tay. Lão Nhạc cười nói, ngươi cảm thấy kiếm tông có cơ hội để ngăn cản cô nhóc kia không? Diệp Huyên gật đầu, có. Lão Nhạc cười nói, ta sẽ đợi, đợi bọn họ ngăn cản cô nhóc kia. Nếu bọn họ đã ngăn được cô nhóc kia thì chắc chắn võ viện sẽ điên cuồng báo thù kiếm tông. Lúc đó, chúng ta có thể ngồi xem hổ đánh nhau rồi. Còn nếu như bọn họ không thể ngăn cản cô nhóc kia, vậy có nghĩa là võ viện sẽ điên cuồng ngăn cản bọn họ, vậy chúng ta có thể chờ tiếp, chờ đến khi hai bên tổn thất nặng nề. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vãn bối đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn biết, muốn những người này cùng nhau bảo hộ An Lan Tú, đó là chuyện không thể rồi. Những người này sẽ ra tay nhưng bọn họ sẽ đợi đến khi võ viện và kiếm tông tổn thất nặng nề thì mới ra tay. Bảo vệ An Lan Tú, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Dạ Lan ở bên cạnh Lão Nhạc đột nhiên nói, có lẽ kiếm tông biết chúng ta đang núp trong tối, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra tay sao? Lão Nhạc khẽ nói, nhất định sẽ ra tay. Dạ Lan nhìn Lão Nhạc, không hiểu tại sao. Lão Nhạc nói, là trận chiến của thế hệ tiếp theo. Nếu kiếm tông không có người nào ngăn được cô nhóc kia, vậy thì bọn họ nhất định sẽ ra tay trừ khử nàng ta, bằng không, thế hệ tiếp theo của kiếm tông sẽ bị cô nhóc kia đè chết. Nhất là bây giờ, kiếm tông và võ viện đã như nước với lửa, dưới tình huống này, bọn họ còn không ra tay thì sau này, điều đón chờ bọn họ chính là từ từ mà chết dần. Vì vậy, nhất định bọn họ sẽ ra tay, bởi vì lúc này mới là cơ hội tốt nhất để bọn họ ra tay. Dạ Lan trầm giọng nói, bọn họ biết chúng ta núp trong tối mà vẫn sẽ làm vậy. Lão Nhạc khẽ nói, nếu bọn họ ra tay, tất nhiên là không hề lo lắng về chúng ta một chút nào, còn nếu họ không ra tay, thế chứng tỏ thực lực bên trong của đối phương không sâu như chúng ta đã tưởng. Lúc đó, chúng ta sẽ lập tức ra tay, ta tin chắc, vị kia của kiếm tông có thể cũng nghĩ đến điều này. Chúng ta ra tay, đợi sau khi cô nhóc kia đột phá, võ viện sẽ ngồi đợi làm ngư ông hưởng lợi. Mục tiêu của chúng ta là bảo vật kia chứ không phải tiêu diệt kiếm tông, nhưng nếu võ viện ra tay, vậy thì nhất định là muốn đuổi cùng giết tận kiếm tông. Nếu ngươi là tông chủ kiếm tông, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Dạ Lan nhìn về hướng kiếm tông, nhưng theo ta thấy, bọn họ ra tay hay không thì cảnh ngộ cũng đều không tốt. Lão Nhạc nói, thế phải xem con bài của bọn họ lớn đến đâu. Mà điều kiện tiên quyết là con bài đó đủ mạnh, họ nhất định sẽ ra tay với võ viện trước. Võ viện tạo thế trận lớn như vậy, có lẽ là đã biết chút ít về con bài kia của kiếm tông. Mặc kệ thế nào thì ngươi cũng bảo người của ta chuẩn bị đi. Chương 1463, tất cả cường giả đều ra mặt góp sức. Dạ Lan hỏi, chuẩn bị ra tay. Lão Nhạc cười, chuẩn bị xem kịch, nghe nói sư tổ kiếm tông và sư tổ võ viện năm đó có quan hệ không tệ, nếu mà kiếm tông và võ viện đều gọi ra phân thân sư tổ thì lúc đó chắc chắn rất thú vị. Vào lúc này, toàn bộ võ viện từ trên xuống dưới đều tiến vào trạng thái phòng bị toàn lực, tất cả cường giả đều ra mặt góp sức. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, bảo vệ An Lan Tú đột phá đến đạo cảnh. Bất kỳ một thế lực nào muốn phát triển lâu dài đều không chỉ dựa vào mỗi gốc gác mà còn phải trông vào thế hệ sau, bởi vì họ mới là những người đảm bảo cho tương lai của tông môn. An Lan Tú còn rất trẻ, chỉ cần đặt chân vào đạo cảnh, nàng sẽ là yêu nghiệt trẻ tuổi nhất của võ viện bước vào cảnh giới này. Điều quan trọng nhất là thực lực của nàng vốn đã mạnh rồi, một khi đạt đến đạo cảnh thì vô số cường giả tiền bối ở cùng cảnh giới đều không phải đối thủ của nàng. Trong vô số yêu nghiệt của võ viện, An Lan Tú là người nổi bật nhất, đồng nghĩa với việc võ viện phải bảo vệ nàng bằng mọi giá. Ngược lại, nếu kiếm tông không thể ngăn cản An Lan Tú đột phá, mai sau lại không xuất hiện yêu nghiệt siêu cấp thì thế hệ tương lai của họ sẽ bị võ viện chèn ép cho không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là khi quan hệ giữa hai bên đã như nước với lửa thế này. Nhưng điều ngạc nhiên là khi võ viện nâng mức phòng bị lên cao nhất, kiếm tông lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Khi Diệp Huyên ngồi xuống trước bạch chỉ trong thương hội thông bảo, nàng ta nhẹ nhàng cất tiếng, trên dưới kiếm tông đều tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng càng bình tĩnh càng bất thường. Diệp Huyên cũng nói, một khi ra tay,
bọn họ sẽ dồn hết toàn lực ra một chiêu chí mạng. Đối phương gật đầu, nếu có trên 10 cường giả đạo cảnh không tiếc hết thảy nhằm vào An cô nương, võ viện sẽ khó lòng ngăn cản. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên âm u, một hồi sau thì đứng dậy rời đi. Bạch Chỉ gọi theo, Diệp Huynh. Hắn nhìn lại, thấy nàng ta xoay đầu, từ trong bóng tối, hai lão già cấp bậc đạo cảnh xuất hiện. Bạch Chỉ khẽ nói, lão Lâm và lão Tiêu theo Diệp công tử đi. Hai người kia do dự ra mặt, lão Lâm hạ giọng, nhà đầu, còn an toàn của con. Tiểu thư thương hội chỉ cười, họ sẽ không nhắm vào ta lúc này, hai vị cứ theo hắn. Chương 1464. Hai lão già nhìn nhau rồi gật đầu. Diệp Huyên không khỏi kêu lên, Bạch Chỉ cô nương. Nhưng nàng ta chỉ nhẹ nhàng ngắt lời, đừng nhiều lời. Ngươi và An cô nương hiện nay đều cần tất cả nhân thủ có thể tìm được. Đa tạ cô. Hắn không còn cách nào khác ngoài gật đầu rồi cùng hai lão già rời đi, để lại Bạch Chỉ lẳng lặng lẩm bẩm kiếm tông à. Át chủ bài của các người rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Khi Diệp Huyên trở lại võ viện, hắn không phát hiện bất kỳ ai ở đó, tất cả những người có uy hiếp lớn nhất đến kiếm tông đều đang âm thầm ẩn nấp trong bóng tối. Hắn chọn một nơi cách An Lan Tú khoảng mấy chục trượng rồi xếp bằng ngồi xuống, khi nhìn sang nàng thì bỗng cau mày. Kiếm tông biết võ viện đang dùng toàn lực để bảo vệ An Lan Tú, cho dù bọn họ có thành công diệt trừ nàng ắt cũng sẽ phải bỏ ra một cái giá rất đắt, dưới tình huống đó. Chân mày nhíu lại càng sâu, hắn quyết định tiến vào tháp giới ngục, đi tìm Tiểu Linh Nhi. Thấy cô bé tí hon vẫn đang loay hoay tưới linh quả, Diệp Huyên không khỏi ngạc nhiên. Nhìn lại năm tầng tháp đều bị linh thụ xum xuê chiếm cứ, hắn chỉ biết lắc đầu, chẳng lẽ con bé này định trồng hết tòa tháp mới thôi. Tiểu Linh Nhi thấy hắn thì líu lo, người ở tầng 6 khi nào thì đi á. Ta sắp hết chỗ trồng cây rồi. Diệp Huyên. Ha ha ha, tiếng cười vang lên từ người vừa được nhắc đến, con nhóc này muốn đuổi ta đi đúng không? Diệp Huyên cũng cười khổ không ngừng, sau đó mới nghiêm giọng với cô bé tí hon, Tiểu Linh Nhi, người có thể giúp đại ca một chuyện được không? Tiểu Linh Nhi lập tức tròn mắt, được. Thế là Diệp Huyên chỉ vào đỉnh tháp, người lấy một thanh kiếm xuống đây. Tiểu Linh Nhi không buồn hỏi cặn kẽ mà lập tức làm theo. Khi cô bé trở về, Diệp Huyên cúi xuống thì thầm vào tai cô. Đôi mắt Tiểu Linh Nhi càng mở to, tròn xoe như hai hột nhãn, ta có thắng được không? Được, Diệp Huyên đáp chắc nịch. Thật không? Thật luôn. Nhưng mà, ta vẫn thấy sợ ấy. Diệp Huyên. Hắn phải tốn một phen công phu mới thuyết phục được Tiểu Linh Nhi, đợi cô bé cầm kiếm rời khỏi tháp rồi thì yên lặng một chốc, sau đó nhìn vào bức tượng gỗ hình người cầm trường kiếm bên phải. Diệp Huyên đi đến, đổi thanh kiếm trong tay bức tượng thành một thanh khác ở tạo hóa cảnh, nhìn nó nối gót Tiểu Linh Nhi rời khỏi tháp. Tiếp đó, hắn đi lên tầng 2, nơi đế khuyển đang ở. Ta biết rồi. Nó nói với hắn rồi bước ra. Sau đó Diệp Huyên mới rời khỏi tháp, nhìn An Lan Tú ngồi ở kia, bình tĩnh chờ đợi. Không chỉ hắn mà cả võ viện đều đang chờ. Chương 1465, đây chính là mùi của huyết mạch. Thời gian từng chút trôi qua, chớp mắt trời đã sập tối, hơi thở của An Lan Tú vẫn vững vàng, kiếm tông cũng chưa xuất hiện. Võ viện cũng đã phái cường giả ra giám sát bên kia, chỉ cần họ có tí ti động tĩnh sẽ lập tức phát hiện. Nhưng hai ngày tiếp theo, An Lan Tú vẫn không có bất kỳ biến hóa gì ở sau núi, kiếm tông dường như cũng giả chết theo. Vào ngày thứ ba, An Lan Tú vốn đang tĩnh tọa bỗng giơ tay lên ngang người, gương mặt hơi ngẩng về phía chân trời. Một quầng sáng màu đỏ nhạt lặng lẽ xuất hiện quanh người nàng. Đây chính là mùi của huyết mạch. Trên không trung, tầm mắt của võ vẫn lập tức tập trung lên người nàng, nhưng thần thức của ông ta đã sớm bao trùm khắp võ viện. Cho dù là một con ruồi đi lạc cũng có thể nhận ra. Biết An Lan Tú chuẩn bị đột phá, Diệp Huyên cũng lặng lẽ tập trung. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa này, nàng sẽ đạt đến đạo cảnh, thực lực sẽ có thay đổi về chất, mà võ viện cũng sẽ sản sinh ra yêu nghiệt đạo cảnh trẻ tuổi nhất từ trước đến nay. Tất nhiên, đây là chưa kể đến tổ sư võ viện, một người mà không ai biết dáng dấp ra sao.
Bỗng nhiên, đại thần tầng 6 lên tiếng trong đầu Diệp Huyên, huyết mạch của nha đầu kia không tầm thường chút nào. Diệp Huyên không rời mắt khỏi An Lan Tú, hỏi lại, tiền bối, rốt cuộc huyết mạch chi lực là như thế nào? Hắn vẫn còn rất mù mờ về vấn đề này. Đối phương đáp, huyết mạch chi lực chính là sức mạnh nằm trong máu. Khi một số ít người đạt đến một trình độ nhất định, họ có thể thay đổi dòng máu trong người mình, đồng thời cũng sẽ di truyền lại cho đời sau. Huyết mạch chính là ưu thế trời sinh. Rất nhiều thế lực lớn, gia tộc lớn sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, có nhiều yêu nghiệt như vậy, một phần lớn nguyên nhân nằm ở huyết mạch. Như nha đầu trước mặt ngươi đây, nếu không có lực lượng huyết mạch sẽ không thể bước vào đạo cảnh. Diệp Huyên không khỏi thấp giọng nói, vậy có huyết mạch chi lực chẳng phải tương đương với gian lận sao? Đại thần bật cười, có thể xem như vậy, nhưng nó cũng là một hạn chế, bởi vì khi đạt đến giới hạn của bản thân mà không thể đột phá ràng buộc của huyết mạch, nó sẽ trở thành một ngưỡng cửa mà ngươi vĩnh viễn không thể bước qua. Diệp Huyên đưa mắt nhìn sang An Lan Tú, tiến bối, huyết mạch chi lực của ta lợi hại hơn hay của nàng ấy lợi hại hơn? Đại thần im lặng một chốc mới đáp, huyết mạch chi lực của nàng ta khá bình thường, của ngươi thì không, không so sánh thế được. Diệp Huyên. Đúng lúc ấy, An Lan Tú bỗng áp tay xuống, từng luồng khí tức hùng hậu tỏa ra từ người nàng. Trên bầu trời võ viện, hàng lõe tầng mây đen kịt ùa về với những tia chớp thoát ẩn thoát hiện. Chương 1466, thần hồn câu diệt ư. Diệp Huyên ngơ ngẩn nhìn lên, đây là gì vậy? Không biết. Nghe đại thần đáp thế, hắn đành truyền âm cho Võ Vấn, tiền bối, đây là gì vậy? Võ Vấn nhìn quanh quất một phen, không thấy bóng dáng Diệp Huyên ở đâu thì cũng không khỏi khiếp sợ trước khả năng ẩn thân của hắn. Có thể qua mắt cả ông ta thì quả thật không đơn giản chút nào. Ông ta nói, đây là đạo kiếp, bước vào đạo cảnh đại biểu nàng sắp sửa đột phá những ràng buộc trong đất trời này, vì vậy phải trải qua đạo kiếp. Khi nó rơi xuống cũng chính là lúc nàng gặp nguy hiểm nhất. Bản thân nàng đỡ lấy đạo kiếp không thành vấn đề, nhưng nếu có ngoại lực quấy nhiễu thì hung hiểm vô cùng, chỉ cần sơ sẩy có thể sẽ thần hồn câu diệt. Thần hồn câu diệt ư? Diệp Huyên nhíu mày, vậy là khi đạo kiếp rơi xuống cũng chính là thời cơ tốt nhất để họ ra tay. Võ Vấn gật đầu, nếu không ra tay vào lúc đó thì họ cũng không còn cơ hội nào nữa. Ta hiểu rồi. Diệp Huyên đáp. Võ Vấn lại không khỏi quét mắt nhìn bốn phía một phen. Kiếm Tông càng im lặng, ông ta càng sốt ruột, bởi vì đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão với sức công phá có thể nuốt chửng trời đất. Sau một hồi im lặng, Võ Vấn quay sang dùng huyền khí truyền âm cho Hách Liên Thiên, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Trái tim Hách Liên Thiên nhảy vọt lên nhưng không nói gì, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ rút lui. Không lâu sau đó, sấm giật trên đầu An Lan Tú càng lúc càng hung bạo, đất trời cũng tối sầm theo. Quỳnh! Từng tia sét lóe lên trong tầng mây đen vần vũ, từng luồng uy áp không ngừng nện xuống khiến mọi người đều khó thở. Sắc mặt Võ Vấn nghiêm trọng vô cùng, không ngờ đạo kiếp này của An Lan Tú còn dữ dội hơn những gì năm đó ông ta phải trải qua khi đột phá đạo cảnh. Đạo kiếp càng mạnh chứng tỏ người sắp sửa đột phá có tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh. Nếu đặt ở thời bình, đây chắc chắn là chuyện tốt, nhưng bây giờ thì lại không. Khoảng một khắc sau, chân trời bỗng ầm ầm chấn động. Dưới ánh mắt của vô số người, một tia sét từ không trung giáng xuống, mang theo uy áp nặng trĩu trịch như ngàn vạn ngọn núi đè lên vai tất cả những người có mặt. Trời sập đất nứt cũng chỉ như thế mà thôi. Bỗng nhiên, An Lan Tú mở mắt, bình tĩnh nhìn lên không trung. Chương 1467. Toàn bộ đất trời bắt đầu rung lên. Nơi huyết kiếm đi qua, chân trời bị nhuộm thành màu máu. Kiếm Tông ra tay. Lúc này đây, mọi người ở võ viện như gặp phải đại địch. Trên không trung, nơi nào thanh huyết kiếm kia phóng qua thì không gian nơi đấy sẽ biến thành màu máu, tựa một tấm vải khổng lồ nhuộm máu đỏ tươi. Mà sức mạnh trong thanh kiếm này càng khiến mọi người trong võ viện tái mặt. Trên bầu trời võ viện, đột nhiên có tiếng gầm lên, tế tiên tổ chi khí. Lời vừa dứt. Xoẹt. Một thanh trường thương bốc lửa hừng hực phóng thẳng lên trời từ võ viện, trường thương xé không lao ra, nơi nó đi qua, không gian lập tức bị thiêu rụi,
trong mắt mọi người, một thương một kiếm đâm vào nhau ở trên không trung. Ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời đột nhiên vang lên, vô số kiếm quang và đốm lửa bắn ra tung tóe, không gian vạn trượng xung quanh bị nứt thành một tấm mạng nhện. Mà đúng lúc này, không gian trên bầu trời võ viện đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, từng tia kiếm quang phóng ra từ những khe hở không gian ấy. Gần như là trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên võ viện đều bị kiếm quang bao trùm. Võ Vấn nhìn kiếm quang chằng chịt đầy trời kia, ánh mắt dần lạnh lại, nhưng vẫn không ra tay. Ông ta không thể ra tay. Ông ta là người duy nhất có thể ngăn cản vị kiếm thánh của kiếm tông kia. Trên không, Hách Liên Thiên đột nhiên cả giận nói, xuất trận. Vừa dứt lời, từng thanh trường thương năng lượng đột nhiên từ dưới nền đất võ viện phóng lên trời, số lượng thanh trường thương năng lượng này rất nhiều, mà chúng đều tỏa ra một cỗ thương ý cường đại. Chẳng mấy chốc, toàn bộ đất trời bắt đầu rung lên. Ầm ầm. Từng âm thanh nổ vang không ngừng vang lên trên bầu trời võ viện. Mọi người ở thần võ thành đều hoảng hốt ở trong lòng, rất nhiều người đang điên cuồng bỏ chạy khỏi thành. Hai thế lực lớn nhất trong thần võ thành đại chiến, trận chiến này có thể sẽ hủy diệt cả thần võ thành. Trốn. Chương 1468, chẳng lẽ là đầu đất thật à? Vô số người đang bỏ chạy khỏi thành. Ngoài thành, đám người lão nhạc đang lẳng lặng quan sát thần võ thành ở trong bóng tối. Nhìn những kiếm quang và trường thương chằng chịt ở trên bầu trời thần võ thành, đám người lão nhạc cũng phải nghiêm mặt lại. Đại trận như này, căn bản không phải là thứ cường giả đạo cảnh có thể chống lại. Cho dù là 10 người, cũng không chắc có thể trụ vững được. Dạ Lan nhẹ giọng nói, những kiếm trận của kiếm tông này rất mạnh. Lão nhạc lạnh lùng nói, thế lực truyền thừa nhiều năm như vậy, sao lại không có vài lá bài tẩy cho được. Hơn nữa bây giờ thứ chúng ta thấy có lẽ còn chưa phải là lá bài tẩy cuối cùng của họ đâu. Dạ Lan gật đầu. Sau đó nói, khi nào thì ra tay. Lão nhạc nhìn thần võ thành ở phía xa xa, đợi. Dạ Lan gật đầu, lão ta xoay người nhìn lại, phía sau lão còn có 10 cường giả đạo cảnh. 10 người. Ngoài ra còn có viện quân chưa đến. Dạ Lan quay đầu nhìn lại thần võ thành, trong lòng có hơi khó hiểu, kiếm tông này rốt cuộc có chỗ dựa nào. Trong tình huống biết rõ bọn họ còn ở đây mà vẫn dám phát động chiến tranh với võ viện. Chẳng lẽ là đầu đất thật à? Võ viện. Diệp Huyên ở cách An Lan Tú không xa vẫn chưa ra tay. Bởi vì đến bây giờ, cường giả kiếm tông vẫn chưa xuất hiện. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía kiếm tông, xem ra kiếm tông này thật sự muốn quyết chiến. Trận chiến này buộc hai bên phải gom hết thực lực cùng gốc gác chân chính ra để đánh. Lúc này, một giọng nói vang lên trong bóng tối, Diệp Tiểu Hữu, cần chúng ta ra tay không? Người nói chuyện chính là Lão Lâm của Thương hội Thông Bảo. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai vị tiền bối, các người tạm thời đừng ra tay. Lão Lâm nói, tiểu thư truyền lời đến, có lẽ kiếm tông sẽ có động tác lớn hơn, cậu phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn An Lan Tú ở phía xa, nắm thật chặt kiếm trấn hồn trong tay phải lại. Hiện tại hắn muốn xem thử, ai dám ra tay với An Lan Tú. Ầm ầm. Chương 1469, chờ cường giả kiếm tông ra tay. Lúc này, phía chân trời lại truyền đến một âm thanh nổ vang. Trên bầu trời võ viện, vô số kiếm quang cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, mà dưới sự công kích của đám kiếm quang ấy. Không gian phía trên võ viện đã vỡ vụn. Nhưng cường giả võ viện vẫn chưa ra tay. Bọn họ đang chờ, chờ cường giả kiếm tông ra tay. Mục đích của bọn họ chỉ có một, bảo vệ An Lan Tú đột phá đạo cảnh. Đúng lúc này, một tiếng sấm đột nhiên vang rền khắp chân trời, chẳng mấy chốc, từng tia chớp không ngừng lao xuống phía An Lan Tú. Sắc mặt Diệp Huyên khẽ thay đổi. Giọng nói của tầng xấu đột nhiên vang lên, đừng ra tay. Loại đạo kiếp này không thể để người ngoài nhúng tay vào, nếu không nó sẽ mạnh lên mấy lần nữa. Diệp Huyên dừng lại, hỏi tiền bối, sau khi đột phá đạo cảnh này, ai cũng phải trải qua lôi kiếp này à? Tầng xấu nói, ta không biết đạo cảnh ở thế giới của các ngươi là gì, nhưng ngươi nói cũng không sai,
sau khi đạt đến một đẳng cấp nhất định, mỗi lần đột phá đều sẽ có lôi kiếp như vậy. Vượt qua được thì sẽ mở ra một thế giới khác, còn nếu không chống đỡ được thì sẽ hóa thành cát bụi ngay tại chỗ. Diệp Huyên nhìn về phía An Lan Tú, trong lòng có hơi lo lắng. Lôi kiếp này rất mạnh mẽ, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của cường giả đạo cảnh, có thể nói, dù là cường giả đạo cảnh cũng chưa chắc có thể đỡ được. Hơn nữa xung quanh còn có Kiếm Tông đang dòm ngó. Kiếm Tông! Nghĩ đến đây, vẻ mặt Diệp Huyên dần lạnh lại, hắn nhìn khắp chung quanh, cường giả Kiếm Tông vẫn chưa ra tay. Mà lúc này, những tia chớp kia đã giáng xuống đỉnh đầu An Lan Tú siết chặt tay phải lại, sau đó tung một quyền lên phía trên. Ầm ầm. Một quyền tung ra, những tia sấm kia lập tức vỡ nát, hóa thành vô số dòng điện chấn động khắp bốn phía chân trời. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm nghị, thực lực của An Lan Tú thật sự có chút nghịch thiên. Lúc này, trên tầng mây đen kịt trong không trung, một tia chớp đang lặng yên ngưng tụ lại. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tiền bối. Vậy còn chưa kết thúc sao? Tầng 6 nói, lôi kiếp bình thường phải đến 9 lần, mang nghĩa cửu tử nhất sinh. Sau 9 lần thì sẽ kết thúc, nhưng lôi kiếp của nha đầu này khác với người thường, có lẽ sẽ xảy ra biến số. Chương 1470, sao nói ra được lời lẽ ngu xuẩn như vậy? 9 lần. Diệp Huyên nhăn mày lại, An Lan Tú gánh được không? Đúng lúc này, trong hư không phía chân trời có vô kiếm quang đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một thanh cự kiếm dài đến trăm trượng bỗng chui ra khỏi tầng mây. Theo sự xuất hiện của thanh cự kiếm này, vô số trường thương năng lượng phía dưới bắt đầu vỡ nát từng thanh, không chỉ thế, một ít núi lớn xung quanh võ viện cũng trong nháy mắt sụp đổ. Tất cả mọi người đều nhìn về thanh cự kiếm trong không trung kia. Thanh cự kiếm dần dần hạ xuống, quanh thân nó tản ra một luồng kiếm thế cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua cả cường giả đạo cảnh. Mà mục tiêu của thanh kiếm này chính là An Lan Tú. Thấy cảnh này, Võ Vấn nhìn sang Hách Liên Thiên ở bên, Hách Liên Thiên gật đầu, một khắc sau, ông ta phóng lên trời, lập tức hóa thành một tia sáng trắng đâm thẳng vào thanh cự kiếm kia. Ầm ầm. Toàn bộ chân trời rung lên kịch liệt, nhưng thanh cự kiếm kia vẫn không bị gì, mà Hách Liên Thiên thì lui về chỗ cũ. Cùng lúc đó, thanh cự kiếm trên không kia đột nhiên phóng nhanh xuống, nhắm vào An Lan Tú. Diệp Huyên đang định ra tay thì đúng lúc này, một ông lão mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu An Lan Tú, chốc lát sau, ông lão mặc áo đen cầm một thanh trường thương phóng lên trên trời. Ầm. Thanh cự kiếm kia bị ép dừng lại ở giữa không trung, đối diện mũi kiếm, ông lão mặc áo đen tay cầm trường thương bỗng xoay tròn. Ầm ầm. Chuôi thanh kiếm kia đột nhiên rung lên, lập tức rạn nứt. Trên không, ông lão mặc áo đen đột nhiên giẫm chân phải một cái, cả người cầm thương xuyên thủng qua đuôi cự kiếm. Sau lưng ông lão mặc áo đen, thanh cự kiếm kia ầm ầm vỡ vụn. Nhưng cự kiếm vừa bị phá nát, lại có 10 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện quanh võ viện, cùng lúc đó, thanh kiếm màu đỏ máu giữa không trung bỗng dưng dừng lại, một khắc sau, nó bay đến bầu trời trên võ viện, trong nháy mắt, một luồng kiếm thế ngút trời lập tức bao phủ toàn bộ võ viện. Mà đằng sau thanh huyết kiếm này có một người đàn ông trung niên. Người này chính là Lý Huyền Phong của Kiếm Tông. Võ Vấn nhìn Lý Huyền Phong, chỉ ngươi thôi. Lý Huyền Phong hạ mắt nhìn Võ Vấn ở phía dưới, lạnh lùng nói, giao Diệp Liên và An Lan Tú này ra, trận chiến này có thể miễn. Võ Vấn cười khẩy, Lý Huyền Phong, sự thông minh của ngươi bị chó ăn rồi à? Sao nói ra được lời lẽ ngu xuẩn như vậy? Chương 1471. Lý Huyền Phong lạnh lùng nói, võ viện ngươi nếu đã không thức thời, vậy hôm nay ta sẽ khiến võ viện biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này. Vừa dứt lời, ông ta nhẹ nhàng áp lòng bàn tay xuống dưới, tay trái khẽ vung lên, trong miệng đọc thầm, thiên địa càn khôn, kiếm đạo độc tôn, tụ. Vù. 10 tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, một khắc sau, 11 thanh kiếm kia đột nhiên nối đuôi nhau kết thành một. Mà dẫn đầu chính là thanh kiếm màu đỏ máu kia. Lý Huyền Phong khẽ vẩy tay trái, phá. Vừa nói xong, 11 thanh kiếm nối liền nhau đột nhiên lao xuống từ trên không như một tia chớp, mà mục tiêu của chúng nó vẫn là An Lan Tú.
Không chỉ vậy, giờ khắc này đây, trên đỉnh đầu An Lan Tú lại có thêm một tia chớp đánh xuống. Một tia chớp thêm 11 thanh kiếm. Sắc mặt đám người Hách Liên Thiên trở nên cực kỳ nghiêm nghị. 11 thanh kiếm kia quá khủng bố, căn bản không phải thứ cường giả đạo cảnh có thể đối đầu trực tiếp. Bởi vì 11 thanh kiếm này chính là một trận pháp. Xung quanh chỉ có Võ Vấn mới đỡ được thôi. Võ Vấn ngẩng đầu nhìn lên không, đây rõ ràng là ép ông ta ra tay. Võ Vấn nhìn về phía Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên do dự một lát rồi nói, tượng võ ở đâu? Vừa nói xong, mặt đất bên trái An Lan Tú đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một pho tượng to lớn đột nhiên bay ra, bức tượng này cao tới mười mấy trượng, tựa như một cây trụ chống trời. Sau khi tượng đá xuất hiện, nó đột nhiên đánh một quyền về phía chân trời, vừa tung quyền ra, không gian bốn phía lập tức rung lên kịch liệt, như thể vô cùng run sợ. Giữa không trung, 11 thanh kiếm vẫn lao xuống, chém thẳng lên đầu nắm đấm của bức tượng. Ầm ầm. Toàn thân tượng đá run lên kịch liệt, vô số vết nứt xuất hiện trên cánh tay nó, nhưng nó vẫn mạnh mẽ chống lại 11 thanh kiếm kia. Trên không, Lý Huyền Phong cười lạnh, ông ta chập hai tay lại, rồi đột nhiên đẩy về phía trước. 11 thanh kiếm đột nhiên nổ ra một luồng kiếm quang, trong nháy mắt đã xuyên thủng bàn tay người đá khổng lồ kia, nhưng người đá lại đột nhiên trở tay trái bắt lấy 11 thanh kiếm nọ, sau đó nắm chặt thanh kiếm đập xuống dưới đất một cái. Ầm. Mặt đất phía bên trái tượng đá bị đập ra một cái hố sâu cực lớn. Chương 1472, người xông đến đầu tiên là Diệp Huyên. Nhưng một chốc sau, 11 thanh kiếm đã xuyên thủng qua tay của người đá khổng lồ, trong chớp mắt đã phóng đến trước mặt An Lan Tú. Cùng lúc đó, hơn 10 luồng kiếm quang đột nhiên xé rách không gian bốn phía lao đến, nhắm vào An Lan Tú. Toàn bộ đều là cường giả đạo cảnh. Cường giả xung quanh võ viện vội vã ra tay, nhưng những kiếm tu kia căn bản không quan tâm đến cường giả võ viện, chỉ liều mạng phóng đến chỗ An Lan Tú. Trong đó có mấy người còn liều mình bị thương để phóng đến trước mặt An Lan Tú, sắc mặt Võ Vấn tái lại, lúc này đây, ông ta không ra tay không được, mà chớp mắt khi ông ta định ra tay, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về một sơn động ở phía bên phải, nơi đó, có một luồng kiếm quang đang lao đến. Thấy cảnh ấy, sắc mặt Võ Vấn đột nhiên hoàn toàn thay đổi, không được, mục tiêu của bọn chúng không phải An Lan Tú, mà là Diệp Liên. Là Diệp Liên. Diệp Liên. Tất cả cường giả võ viện ở xung quanh đều kinh hãi ở trong lòng. Bọn họ đều cho rằng mục tiêu của kiếm tông là An Lan Tú, bởi vậy mọi người đều dồn tinh lực vào An Lan Tú. Nhưng bọn họ không ngờ rằng An Lan Tú chỉ là một quân cờ của kiếm tông, mục tiêu thực sự của bọn họ là Diệp Liên. Diệp Liên là ai cơ chứ? Đó cũng là một siêu cấp yêu nghiệt không kém gì An Lan Tú. Cho dù là Diệp Liên hay An Lan Tú, đều là nhân tài mà võ viện không thể mất đi. Sau khi biết mục tiêu của kiếm tông là Diệp Liên, Võ Vấn vừa giận vừa gấp, nhưng bây giờ ông ta căn bản không thể phân thân được, bởi vì xung quanh đều là cường giả kiếm tông và kiếm trận kiếm tông. Mà ở chung quanh, nhóm cường giả võ viện cũng đang điên cuồng phóng đến chỗ Diệp Liên. Người xông đến đầu tiên là Diệp Huyên. Sau khi biết mục tiêu của đám người kiếm tông là Diệp Liên, Diệp Huyên là người thứ nhất phóng đến chỗ Diệp Liên. Lúc này đây, hơi thở quanh thân hắn ngột ngạt như núi lửa đang bùng nổ. Cách đó không xa, Mục Phong Trần giơ tay tung một chiêu kiếm, cửa lớn trước hang động lập tức hóa thành bột mịn, vẻ mặt ông ta bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Mục tiêu của ông ta vẫn luôn là Diệp Liên. Chương 1473, kiếm của mình bị gãy. Nếu không giải trừ hiểu lầm này, những thế lực ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục điên cuồng nhắm vào kiếm tông. Mà người duy nhất có thể giải trừ hiểu lầm này chỉ có Diệp Huyên mà thôi. Chỉ có Diệp Huyên mới có thể khiến những thế lực kia tin tưởng, rằng bảo vệ kia không nằm trong tay kiếm tông. Mà Diệp Huyên cứ im ỉm, kiếm tông muốn hắn đứng ra thì chỉ có một biện pháp, đó chính là Diệp Liên. Chỉ cần để những thế lực bên ngoài biết rằng bảo vật kia không nằm trong tay kiếm tông, mà vẫn đang ở trên người Diệp Huyên, tình cảnh bây giờ của kiếm tông sẽ lập tức được đảo ngược. Không chỉ thế, những người kia sẽ lật mặt nhắm vào Diệp Huyên và võ viện.
lúc ấy có thể nói là tình hình của kiếm tông và võ viện sẽ đổi ngược cho nhau. Nếu không, kiếm tông sẽ vĩnh viễn ở thế yếu. Đây chính là lý do tại sao ông ta phải đánh đổi nhiều như vậy để tiến công võ viện. Chỉ cần bắt được Diệp Liên, Diệp Huyên chắc chắn sẽ thỏa hiệp. Mục Phong Trần rất tự tin, bởi vì hiện tại võ vấn đã bị kiềm chế, võ viện không còn bất kỳ ai có đủ năng lực ngăn cản ông ta. Nhưng trong nháy mắt vừa đánh vỡ cửa lớn trước hang động kia, một thanh kiếm đã chém đến trước mặt ông ta. Mục Phong Trần khẽ nhíu mày lại, giơ tay tung kiếm ra. Hai thanh kiếm lập tức chém vào nhau. Ầm. Kiếm trong tay Mục Phong Trần bị gãy, bản thân ông ta cũng lập tức lùi lại mấy trượng. Mục Phong Trần ngơ ngác. Gãy. Kiếm của mình bị gãy. Mục Phong Trần nhìn về phía cách mình không xa, trước mặt ông ta là một cô bé ôm một thanh kiếm. Cô bé đang nhìn chằm chằm ông ta, mà trong mắt cô bé lại có chút khiếp sợ, nhưng không hề lùi về sau. Mục Phong Trần quay đầu lại nhìn, một bóng người đang chạy vội về phía ông ta. Người này chính là Diệp Huyên. Mục Phong Trần không để ý đến Diệp Huyên, ông ta lao thẳng đến chỗ Tiểu Linh Nhi, thấy cảnh này, Tiểu Linh Nhi ngây người, sau đó xoay người bỏ chạy. Là Diệp Huyên bảo cô bé chạy. Chương 1474. Mặc dù Tiểu Linh Nhi có thanh kiếm kia, nhưng thực lực lại kém Mục Phong Trần quá nhiều. Ban đầu đẩy lùi được Mục Phong Trần hoàn toàn là nhờ vào thanh kiếm kia kèm với việc tung đòn bất ngờ. Bây giờ Mục Phong Trần đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Linh Nhi chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Mục Phong Trần cũng không đuổi theo Tiểu Linh Nhi, mục tiêu của ông ta là Diệp Liên cách đó không xa. Mà lúc ông ta đi đến phía Diệp Liên, một hình nhân gỗ đột nhiên đứng dậy từ sau lưng Diệp Liên. Sau một chốc, một thanh kiếm đã đâm thẳng về phía Mục Phong Trần. Chiêu kiếm này nhanh như điện phóng, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Mục Phong Trần. Thấy lại có thêm thứ cản đường, sắc mặt bình tĩnh của Mục Phong Trần đột nhiên trở nên dữ tợn, ông ta lập tức đâm một chiêu kiếm ra. Ầm. Hình nhân gỗ chợt lùi lại 10 trượng, mà lúc này, một bóng đen khổng lồ đang húc thẳng về phía ông ta. Ầm. Mục Phong Trần lại bị húc đâm sầm vào cửa hang động. Người ra tay chính là Đế Khuyển. Ánh mắt Mục Phong Trần lạnh lẽo, ông ta đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt ông ta, không chỉ thế, cường giả đạo cảnh của võ viện cũng xuất hiện ở đấy. Thấy cảnh này, sắc mặt Mục Phong Trần lập tức lạnh lại. Ông ta biết, kế hoạch nhằm vào Diệp Liên của mình đã bị nhỡ. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyên, người đã đề phòng từ trước. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, bất ngờ không? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sát ý trong mắt không hề che giấu một chút nào. Lúc này, võ vấn ở cách đó không xa cũng xuất hiện ở trước mặt Mục Phong Trần. Võ vấn lạnh lùng nhìn Mục Phong Trần, Mục Phong Trần, kể từ hôm nay, kiếm tông sẽ ngày một sa sút, mà không, hẳn là sẽ biến mất luôn. Mục Phong Trần cười khẩy, chỉ dựa vào mỗi võ viện của ngươi. Võ vấn nhìn chằm chằm vào Mục Phong Trần. Tất cả mọi người võ viện nghe lệnh, phàm là đệ tử của kiếm tông, giết không tha một ai. Vừa dứt lời, những cường giả đạo cảnh xung quanh ông ta lập tức xông ra ngoài. Chẳng mấy chốc, bên ngoài kiếm tông vang lên từng tiếng nổ rung trời. Mục Phong Trần lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó xoay người hóa thành một tia kiếm quang biến mất. Cùng lúc đó, một giọng nói vang vọng trên bầu trời kiếm tông, mọi người rút đi. Chương 1475, uy thế kia lập tức bị kiếm quang chém nát. Chẳng bao lâu sau, cường giả đạo cảnh của kiếm tông bắt đầu rút lui. Võ vấn cười khẩy, muốn đi, đuổi theo. Chẳng mấy chốc, tất cả cường giả đạo cảnh của võ viện đuổi theo những cường giả kiếm tông. Mà Diệp Huyên lại không đuổi theo, hắn chỉ đưa Diệp Liên vào trong tháp giới ngục, sau đó trở về bên cạnh An Lan Tú, lúc này An Lan Tú vẫn còn đang độ kiếp. Hách Liên Thiên cũng không đuổi theo mà bảo vệ ở bên cạnh An Lan Tú. Trên bầu trời thần võ thành, Mục Phong Trần vừa rời khỏi võ viện, một uy thế kinh khủng đột nhiên nghiền ép về phía ông ta. Mục Phong Trần vung tay phải lên, một tia kiếm quang bắn ra. Ầm. Uy thế kia lập tức bị kiếm quang chém nát.
Lúc này, lão nhạc xuất hiện trước mặt Mục Phong Trần, mà sau lưng lão ta còn có 10 vị cường giả đạo cảnh. Cùng lúc đó, cường giả đạo cảnh của võ viện cũng đã đuổi đến. Bây giờ, tất cả cường giả đạo cảnh của kiếm tông đã bị bao vây toàn bộ. Lão nhạc nhìn về phía Mục Phong Trần, cười nói, Mục tông chủ, người định đi đâu đấy? Mục Phong Trần chỉ nhìn chằm chằm lão nhạc, không nói gì. Thật ra ông ta đã sớm liệu trước rồi. Một khi thất bại, những người này chắc chắn sẽ nhằm vào kiếm tông. Lão nhạc liếc nhìn Mục Phong Trần, Mục tông chủ, vẫn là câu nói kia, mục đích của chúng ta không phải muốn tiêu diệt kiếm tông. Chỉ cần quý tông giao ra bảo vật kia, chúng ta sẽ rời đi, quyết không nuốt lời. Bảo vật. Sắc mặt Mục Phong Trần đã vô cùng lạnh lùng. Nếu bảo vật kia ở trong tay kiếm tông, bị nhằm vào như thế ông ta còn chịu được. Nhưng vấn đề là bảo vật kia không ở kiếm tông. Ấm ức. Đây là chuyện khiến ông ta ấm ức nhất. Oan ức này còn là kiếm tông cõng thay cho Diệp Huyên. Mà ông ta cũng không biết còn phải cõng đến khi nào. Lúc này, lão nhạc lại nói, sao nào, nghĩ kỹ chưa? Mục Phong Trần im lặng một lát, sau đó ông ta nở nụ cười. Thấy Mục Phong Trần cười, lão nhạc híp hai mắt lại, Mục tông chủ, xem ra ngươi không định giao bảo vật kia ra rồi. Nói xong, lão ta nhìn về phía Võ Vấn cách đó không xa, Võ tông chủ, liên thủ đi. Võ Vấn lạnh lùng đáp, cũng đang có ý này. Lão nhạc cười, nụ cười hơi lạnh nhạt, lão ta vung tay phải lên, giết. Vừa dứt lời, 10 cường giả đạo cảnh sau lưng lão ta xông đến phía những kiếm tu kia của kiếm tông. Cường giả võ viện cũng lao đến chỗ đám kiếm tu của Mục Phong Trần. Gần 20 cường giả đạo cảnh. Võ Vấn và lão nhạc cũng khóa chặt Mục Phong Trần, chỉ cần Mục Phong Trần ra tay, hai người bọn họ cũng sẽ lập tức ra tay. Chương 1476, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Mà đúng lúc này, Võ Vấn và lão nhạc đột nhiên biến sắc, hai người gần như cùng lúc gào lên, dừng lại. Nhưng vẫn hơi chậm. Cách đó không xa, mấy tàn ảnh màu đen chợt lóe lên, theo sau đó là hai cường giả đạo cảnh của võ viện bị chém bay đầu, cường giả đạo cảnh bên phía lão nhạc cũng có hai người rơi đầu. Trong nháy mắt, 4 cường giả đạo cảnh đã ngã xuống. Chẳng mấy chốc, cường giả đạo cảnh của võ viện và lão nhạc vội lùi về phía sau hai người. Lúc này, bên người Mục Phong Trần có thêm 6 tên áo đen, 6 tên áo đen này lúc ẩn lúc hiện, toàn thân được áo bào đen bao trùm, trông vô cùng quỷ dị. Võ Vấn gắt gao nhìn chằm chằm vào Mục Phong Trần, đây không phải là người của kiếm tông. Mục Phong Trần cười khẩy, đúng là không phải cường giả của kiếm tông ta. Sao nào, chỉ các ngươi mới được có đồng minh, không cho kiếm tông ta có đồng bạn. Võ Vấn liếc mắt nhìn 6 tên áo đen kia, các ngươi là người phương nào? Một tên áo đen cầm đầu lên tiếng, Võ tông chủ, mục tiêu của chúng ta chỉ là Diệp Huyên kia, vẫn mong quý viện đừng nhúng tay vào. Nói xong, gã nhìn về phía lão nhạc, các người cũng vậy. Võ Vấn cười khẩy, mục tiêu là Diệp Huyên. Người áo đen nói, võ viện đừng nhúng tay vào, chúng ta sẽ không ra tay với võ viện. Võ Vấn nhìn về phía lão nhạc, lão ta lạnh lùng nói, không thể để cho chúng động vào Diệp Huyên. Võ Vấn gật đầu. Thật ra sống chết của Diệp Huyên vốn dĩ không liên quan gì quá nhiều đến hai người bọn họ. Mà bọn họ muốn bảo vệ Diệp Huyên chỉ vì một mục đích mà thôi, đó chính là cho dù kiếm tông và đám người bí ẩn này có âm mưu gì, bọn họ cũng phải ngăn lại cho bằng được. Bây giờ đã đến nước một mất một còn, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Người áo đen nhẹ giọng nói, nếu đã vậy, võ viện cũng chôn cùng hắn luôn đi. Người áo đen vừa dứt lời. Toàn bộ bầu trời bên trên võ viện đột nhiên tối lại, một khắc sau, một cái động đen xì to lớn bỗng dưng xuất hiện, cùng lúc đó, từng luồng hơi thở quỷ dị tràn ra từ trong đó. Một cường giả đạo cảnh bên cạnh lão nhạc trầm giọng nói, nên rút lui. Lão nhạc trầm mặc. Cường giả đạo cảnh kia lại nói, viện quân của chúng ta chưa đến, lúc này mà liều mạng với bọn họ thì không đáng chút nào cả. Bây giờ rút lui. Để võ viện làm hao tổn sức lực của chúng, như vậy mới là chuyện có lợi cho chúng ta. Lão nhạc gật đầu, rút lui.
Chương 1477, sát niệm. Vừa dứt lời, lão ta cùng tám cường giả đạo cảnh ở sau lưng xoay người rời đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Võ Vấn lập tức trầm xuống. Mà lúc này, cái động đen trên không kia bỗng xoay tròn, một khắc sau, một cột ánh sáng như muốn phá hủy đất trời đột nhiên bắn từ trong đó ra. Theo sự xuất hiện của cột ánh sáng này, sắc mặt của mọi người xung quanh đều thay đổi. Tận thế. Cho dù là cường giả đạo cảnh cũng cảm thấy đây cứ như là ngày tận thế. Lúc nhìn thấy cột ánh sáng này, Võ Vấn hoàn toàn biến sắc, ông ta đột nhiên gầm xuống phía dưới, mời tiên tổ. Vừa dứt câu, Hách Liên Thiên phía dưới cũng gào lên, mời tiên tổ. Nháy mắt lặng thinh, trước cửa đại điện võ điện, pho tượng cô gái nào đột nhiên vỡ vụn, một khắc sau, một cô gái tay cầm trường thương xuất hiện trên bầu trời võ điện. Cô gái nhìn lướt bốn phía, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng chẳng bao lâu sau đã trở nên minh mẫn, một khắc sau, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn rồi lại khẽ nhíu mày, sau đó giơ tay đâm thương ra. Ầm. Cột ánh sáng đen kia lập tức đổ nát, mà thứ vỡ nát cùng nó còn có vòng xoáy khổng lồ kia. Thấy cảnh này, tất cả cường giả võ viện đều đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên cười gằn, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi mới có tiên tổ sao? Nói xong, ông ta xoay người nhìn về phía Kiếm Tông, mời tiên tổ. Vừa nói xong, trước của đại điện Kiếm Tông, pho tượng người đàn ông nọ đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một người đàn ông mặc trường bào xanh xuất hiện. Sau khi người đàn ông kia xuất hiện, một thanh kiếm trên đỉnh tháp giới ngục trong cơ thể Diệp Huyên đột nhiên rung lên kịch liệt, cả tòa tháp cũng nương theo đó run lên. Điên cuồng run rẩy. Đó là đang sợ. Diệp Huyên hoảng hốt trong lòng, sau đó vội vàng nhìn về phía Kiếm Tông, nơi đó có một người đàn ông mặc áo xanh đột nhiên mở hai mắt nhìn về phía chân trời, trong mắt y như chứa cả biển máu, mà trong khoảnh khắc y mở mắt đó, bầu trời mấy ngàn dặm xung quanh đều biến thành màu đỏ máu. Khi người đàn ông trẻ tuổi nọ mở mắt ra, không chỉ phía chân trời biến thành màu đỏ ngầu trong nháy mắt, mà còn có một luồng sát ý vô cùng mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía, dưới sự bao trùm của cỗ sát ý kia, tất cả mọi người ở đấy đều dần dần đỏ mắt lên. Sát niệm. Chương 1478, tất cả cường giả Kiếm Tông ở đây đều kinh hãi. Thời khắc này, mọi người ở đây đều dâng lên sát niệm trong lòng. Cho dù là đám cường giả như Mục Phong Trần cũng không chống đỡ được cỗ sát niệm này. Ngay lúc tất cả mọi người đang bị cỗ sát niệm này ăn mòn, bên trong Kiếm Tông, người đàn ông áo xanh kia đột nhiên nhắm hai mắt lại. Vừa nhắm mắt, sát niệm xung quanh lập tức thối lui như thủy triều rút nước, toàn bộ chân trời cũng khôi phục lại như cũ. Mọi người xung quanh lại nhìn sang người đàn ông áo xanh kia. Lúc này, người đàn ông áo xanh mở hai mắt ra. Nhưng lần này trong mắt y đã khôi phục lại vẻ bình thường. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía võ viện, cuối cùng ánh mắt rơi vào người tổ sư của võ viện. Khi thấy tổ sư của võ viện, y khẽ mỉm cười, sau đó tiến lên phía trước một bước, vừa nhấc chân đã tiến đến thẳng trước mặt tổ sư võ viện. Lúc này, đám người Mục Phong Trần vội vã cung kính thi lễ, bái kiến tổ sư. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn nhóm người kia một cái. Y khẽ gật đầu, rồi lại nhìn sang cô gái trước mặt mình, đang định nói chuyện thì cô gái đã lạnh lùng cất tiếng, hình như Kiếm Tông của ngươi muốn tiêu diệt võ viện của ta. Người đàn ông áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó lại nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc, y cau mày lại, xảy ra chuyện gì? Cách đó không xa, sắc mặt Mục Phong Trần thay đổi, ông ta vội vàng đi đến trước mặt người đàn ông áo xanh, cung kính thi lễ, sư tổ. Cũng không phải là Kiếm Tông ta muốn tiêu diệt võ viện, mà là võ viện cấu kết với người ngoài hãm hại Kiếm Tông ta đã có vô số kiếm tu chết trong tay bọn họ. Người đàn ông áo xanh nhìn Mục Phong Trần, nói dối. Sắc mặt Mục Phong Trần tái lại, ông ta đang định nói chuyện thì người đàn ông áo xanh đã quay đầu nhìn về phía Kiếm Tông, một khắc sau, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, cùng lúc đó, một tia sáng trắng trực tiếp xông vào giữa lông mày Mục Phong Trần. Lúc này, Mục Phong Trần lập tức bị khóa chặt tại chỗ. Tất cả cường giả Kiếm Tông ở đây đều kinh hãi. Một lát sau, người đàn ông áo xanh mở hai mắt ra, bấy giờ, y đã biết được tất cả mọi chuyện.
Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn xuống dưới, nơi đó là chỗ Diệp Huyên đang đứng. Thấy người đàn ông áo xanh nhìn mình, Diệp Huyên biến sắc, âm thầm đề phòng trong lòng. Chương 1479, cũng không phải chuyện xấu gì. Diệp Huyên không rõ, oán gì cơ. Người đàn ông áo xanh muốn nói rồi lại thôi, một lát sau, y xòe lòng bàn tay ra, trên đỉnh tháp giới ngục, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, cuối cùng nó vững vàng rơi vào trong tay người đàn ông áo xanh. Kiếm trên đỉnh tháp. Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, người đàn ông áo xanh này quả nhiên có liên quan đến thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Người đàn ông áo xanh nhìn kiếm trong tay, cười nói, lâu rồi không gặp. Kiếm hơi run rẩy, từng tiếng kiếm ngân vang lên khắp chân trời. Người đàn ông áo xanh cười nói, còn để ngươi phải cực khổ một thời gian nữa. Kiếm run rẩy, như đang đáp lại gì đó. Lúc này, một thanh kiếm màu đỏ máu đột nhiên bay đến trước mặt người đàn ông áo xanh, thấy thanh kiếm này, trong mắt người đàn ông áo xanh lóe lên một tia kinh ngạc, là ngươi. Vừa dứt lời, y chạm đầu ngón tay lên trên thanh kiếm màu đỏ máu kia. Kiếm run lên kịch liệt. Chẳng mấy chốc, một giọng nói truyền ra từ trong đó, không ngờ lại gặp lại ngươi bằng cách này. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta cũng không ngờ đấy, mấy năm qua khỏe không? Thanh kiếm màu đỏ máu nói, không khỏe. Gặp một người, nàng ta phong ấn ý thức chủ thể của ta, nếu không gặp lại ngươi, sợ là cả đời này cũng không thể khôi phục được. Người đàn ông áo xanh hỏi, là ai phong ấn ngươi? Thanh kiếm màu đỏ máu nói, một cô gái. Cũng do khi trước ta quá ngạo mạn, ây. Người đàn ông áo xanh cười nói, cũng không phải chuyện xấu gì. Thanh kiếm màu đỏ máu đáp, đúng vậy, khoảng thời gian bị phong ấn này đã khiến ta hiểu rõ ra rất nhiều điều. Người đàn ông áo xanh cười nói, sau này dự định thế nào? Thanh kiếm màu đỏ máu trầm mặc một lát, sau đó nói, muốn lần nữa chu du khắp nơi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, vậy thì tạm biệt. Thanh kiếm màu đỏ máu nói, sau này gặp lại. Nói xong, nó xoay người hóa thành một luồng kiếm quang rồi bay mất hút ở phía chân trời mênh mông. Chương 1480, vậy mà lại bị giết trong chớp mắt. Sau khi thanh kiếm màu đỏ máu rời đi, người đàn ông áo xanh lại nhìn sang Diệp Huyên, không chỉ người đàn ông áo xanh, mà tổ sư võ viện ở cách đó không xa cũng đang quan sát hắn, trong mắt nàng ấy ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Diệp Huyên bị nhìn thì có hơi khó hiểu. Mà lúc này đây, bầu không khí có hơi lúng túng. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng sau khi hai vị tổ sư xuất hiện thì sẽ đại chiến một phen, nhưng lại không ngờ sẽ biến thành thế này. Nhất là cường giả kiếm tu của kiếm tông, sắc mặt bọn họ có hơi khó coi. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nhìn xuống bụng Diệp Huyên, một khắc sau, y xòe tay ra, chẳng mấy chốc, một thanh kiếm kèm vỏ xuất hiện trong tay y. Chính là thanh kiếm Diệp Huyên rút không ra kia. Nhìn kiếm trong tay, trong mắt người đàn ông áo xanh lóe lên một tia kinh ngạc, là ngươi. Thanh kiếm nắm trong tay người đàn ông áo xanh kia rung lên kịch liệt. Người đàn ông áo xanh không nói gì, y thả kiếm về lại tháp giới ngục trong cơ thể Diệp Huyên, mà Diệp Huyên thì nhân cơ hội hỏi, tiền bối, đây là kiếm gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, là kiếm của một người bạn cũ. Kiếm này không phải thứ hiện tại ngươi có thể khống chế được, đừng tùy ý giải trừ phong ấn, đợi khi ngươi thấy thực lực đã đủ thì hãy giải bỏ. Đúng lúc này, người mặc áo đen cách Mục Phong Trần đột nhiên nói, chúng ta tới đây không phải để nghe các hạ phí lời, ta. Tên áo đen vừa nói đến đây, người đàn ông áo xanh đã quay sang liếc nhìn gã, một khắc sau, đầu tên áo đen bị bắn ra ngoài. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Giết trong nháy mắt. Mục Phong Trần đổ mồ hôi lạnh. Thực lực người mặc áo đen kia không kém cạnh ông ta là bao. Vậy mà lại bị giết trong chớp mắt. Người đàn ông áo xanh lạnh lùng nói, bây giờ ngươi muốn nghe cũng không nghe được. Nói xong, y nhìn những tên áo đen còn lại ở xung quanh, còn ai không muốn nghe nữa không? Mấy tên áo đen kia không dám thở mạnh, vội xoay người rời đi. Người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, ta cho các ngươi đi chưa? Mấy người dừng lại, một tên áo đen trong đó xoay lại nhìn người đàn ông áo xanh, các hạ, chúng ta chính là.
Gã còn chưa nói xong, vài tên áo đen bên cạnh gã đã bị chém bay đầu. Mọi người! Chương 1481, tiền bối dẫn dắt ta rất nhiều. Người đàn ông áo xanh nhìn tên áo đen kia, người muốn nói gì? Ta nghe đây. Tên áo đen im lặng một lát rồi nói, các hạ ỷ lớn hiếp nhỏ. Người đàn ông áo xanh chỉ Diệp Huyên ở trước mặt, các ngươi với hắn chẳng lẽ không phải ỷ lớn hiếp nhỏ. Tên áo đen trầm mặc một lát, rồi lại nói, các hạ cảm thấy mình rất mạnh. Người đàn ông áo xanh cười nói, người hỏi câu này. Ta phải trả lời ngươi sao đây? Tên áo đen cười khẩy, thế lực sau lưng chúng ta mạnh, ngươi không tưởng tượng được đâu, cả đời này cũng không thể tưởng tượng được. Vừa dứt lời, gã đã lao về phía người đàn ông áo xanh. Nhưng gã vừa tiến lên một bước, đầu đã bay ra ngoài. Máu tươi phun như suối. Xung quanh, mọi người đều trở nên hơi kiêng kỵ. Thực lực của tổ sư kiếm tông này thật sự có chút mạnh quá đáng. Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, thật ra ta khá hâm mộ ngươi. Hâm mộ mình. Diệp Huyên có hơi không hiểu, tại sao? Người đàn ông áo xanh cười ha ha, năm đó ta thê thảm lắm. Diệp Huyên nghe mà mù mờ, hắn đang định hỏi thì người đàn ông áo xanh đã nhìn Diệp Liên đứng cạnh Diệp Huyên, trong mắt y ánh lên sự dịu dàng, y búng nhẹ tay, một tia kiếm quang lập tức chui vào giữa lông mày Diệp Liên. Cơ thể Diệp Liên hơi run lên, sau một khắc, một hơi thở cường đại bộc phát từ trong cơ thể cô bé ra. Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, ta đã giải trừ phong ấn trong cơ thể cô bé, thể chất bây giờ của cô bé không còn chịu bất kỳ hạn chế nào nữa. Người phải bảo vệ con bé cho kỹ. Diệp Huyên gật đầu, ta sẽ. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, như nghĩ đến điều gì đó, y nhìn xuống bụng của Diệp Huyên, các hạ bị nhốt không phải do hắn làm. Nếu có oán hận gì thì hãy tìm nguyên chủ của tháp này, tất nhiên cũng có thể đến tìm ta. Ủng hộ chính chủ vào ngay bằng tia chu uyện. Me bằng. Im lặng trong chốc lát, giọng nói của tầng 6 vang lên, ta sống chung với hắn vui vẻ lắm, thật đấy. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên gật đầu, tiền bối dẫn dắt ta rất nhiều. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Chương 1482. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta cũng rất bất ngờ. Tổ sư võ viện khẽ gật đầu, chờ nàng một lát. Người đàn ông áo xanh gật đầu, ta xử lý chút chuyện. Nói xong, y quay đầu nhìn đám người Mục Phong Trần cách đó không xa, Mục Phong Trần vội vã cung kính thi lễ. Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, năm đó ta có nói, võ viện và kiếm tông đời đời thân thiết. Các ngươi hẳn phải biết chứ. Mục Phong Trần và Lý Huyền Phong lập tức đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngày đó ngươi nói với ta, là ta hại kiếm tông. Sắc mặt Lý Huyền Phong lập tức tái lại. Người đàn ông áo xanh lắc đầu nói, ta lưu lại phân thân này là hy vọng có ngày giúp đỡ kiếm tông thoát khỏi kiếp nạn ngũ duy, nhưng không ngờ lại bị các ngươi sử dụng như vậy, các ngươi cũng giỏi thật đấy. Mục Phong Trần vội vàng thi lễ, chúng ta đã biết sai. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, tùy các ngươi đi. Nói xong, y xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có gì muốn hỏi không? Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao tháp này lại ở trên người ta? Người đàn ông áo xanh đáp, có rất nhiều nhân tố, tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là bản thân ngươi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không hiểu. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta với nàng ấy đều cảm thấy ngươi sẽ giống với suy nghĩ của chúng ta, nhưng lại không phải như vậy. Tất nhiên, có một số việc dù giờ có nói với ngươi cũng không có ý nghĩa gì, chờ ngươi đến được tầng 9 của tháp này thì sẽ biết rõ tất cả. Diệp Huyên trầm mặc một chốc rồi lại hỏi, tháp này có thể đi vào ngũ duy? Người đàn ông áo xanh gật đầu, có thể. Diệp Huyên lại hỏi, các người đi ngũ duy không? Người đàn ông áo xanh lắc đầu. Diệp Huyên hỏi lại, vì sao? Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, người có biết tại sao tháp này lại xuất hiện ở vũ trụ này không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía cuối chân trời, nó trốn ra được. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, có người đang hạ một nước cờ rất lớn,
muốn dùng chúng sinh làm quân cờ. Chương 1483, quá nhiều nghi vấn. Nói xong, khóe miệng y cong lên thành nụ cười khẩy, ngay cả ba người chúng ta cũng bị tính toán. Diệp Huyên hỏi, ai? Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, không biết, nếu biết, ta đã chém chết từ lâu. Diệp Huyên. Nhìn người đàn ông áo xanh trước mặt, trong lòng Diệp Huyên có một cảm giác không nói rõ được thành lời. Hắn biết, người đàn ông này có lẽ là chủ nhân của một trong ba thanh kiếm trên đỉnh tháp. Mà tháp giới ngục này quả thật có thể đi vào vũ trụ ngũ duy. Thế mà nó lại là trốn từ ngũ duy ra. Còn có người đang bày thế cờ mà người đàn ông áo xanh nói kia rốt cuộc là ai? Diệp Huyên lắc đầu. Quá nhiều nghi vấn. Lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên nói, đừng nghĩ nhiều quá, cứ nỗ lực hết mình trong mọi việc là được rồi. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, tháp này là phụ thân ta để lại sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, vấn đề này ta không tiện trả lời, đổi cái khác đi. Diệp Huyên liếc nhìn y, lại hỏi, có người nói với ta huyết mạch của ta không đơn giản, phải nói là có hơi bất bình thường, tiền bối biết là chuyện gì không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, biết. Diệp Huyên hỏi, huyết mạch của ta rốt cuộc là huyết thống gì? Người đàn ông áo xanh do dự một lát rồi lại cười nhẹ, cái này cũng không tiện trả lời, người đổi cái khác đi. Diệp Huyên cười khổ, vậy tiền bối có thể nói cái gì ta biết được không? Người đàn ông áo xanh đang định nói chuyện, lúc này, tổ sư võ viện cách đó không xa bỗng đi đến bên cạnh y, được rồi. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, y xoay lại nhìn đám người Mục Phong Trần, kiếm tông vi phạm ý ta, đó là lựa chọn của các ngươi, từ giờ trở đi, kiếm tông này không còn quan hệ gì với ta nữa. Không giết các ngươi là nể mặt các huynh đệ năm đó của ta, bởi vì kiếm tông này là do họ sáng lập, là tâm huyết của bọn họ. Các ngươi tự lo thân mình đi. Vừa dứt lời, thân thể của y cùng tổ sư võ viện dần dần mờ đi. Cách đó không xa, nhóm cường giả võ viện vội vã cung kính thi lễ, cung tiễn tổ sư. Chương 1484. Tổ sư võ viện khẽ gật đầu, cuối cùng, nàng ấy nhìn An Lan Tú ở phía dưới, nhớ kỹ lời ta nói. An Lan Tú khẽ gật đầu. Mà người đàn ông áo xanh lại nhìn về phía Diệp Huyên, con đường sau này, người tự mình đi đi. Diệp Huyên đang định nói chuyện, nhưng đúng lúc này, người đàn ông áo xanh và tổ sư võ viện đột nhiên ngẩng đầu, một khắc sau, hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo tia nghi hoặc. Im lặng trong chốc lát, người đàn ông áo xanh và tổ sư võ viện đột nhiên phóng lên trời, gần như là trong nháy mắt, hai người đã qua lại vô số tinh vực, cuối cùng, hai người dừng lại ở một nơi trong tinh không. Ở trước mặt hai người không xa có một bia mộ dài đến ngàn trượng đang lơ lửng. Bia mộ đen xì, mà ở dưới bia mộ có một người đàn ông tóc dài đang đứng. Người đàn ông tóc dài không mặc gì trên thân, hai mắt mông lung, một tay vác bia mộ ngàn trượng, gã cứ đứng ở đó, tựa một vị chiến thần không thể chiến thắng. Mà phía trên bia mộ có khắc một hàng chữ lớn đỏ như máu, bốn chữ lớn ở đầu càng bắt mắt hơn, giới ngục, Diệp Huyên. Tổ sư võ viện ở cạnh người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, tìm đến rồi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, quả thật rất nhanh. Đúng lúc này, người đàn ông ở xa xa đột nhiên cầm bia mộ ném mạnh về phía hai người đàn ông áo xanh. Gã vừa ném ra, tinh không xung quanh chợt đổ nát từng tầng. Người đàn ông áo xanh không có biểu cảm gì, chỉ búng tay một cái, một tia kiếm quang lập tức chém lên bia mộ dừng lại. Nhưng kiếm quang của người đàn ông áo xanh cũng vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô. Mà bia mộ kia lại không bị hư tổn chút nào. Thế nhưng người đàn ông trần truồng kia chẳng biết từ khi nào đã có một vết kiếm cắt ở trên cánh tay. Người đàn ông áo xanh đang định ra tay thì đúng lúc này, y lại dần biến mất. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, lần này phiền rồi. Vừa dứt lời, nửa thân dưới của y đã tan biến. Phía xa xa, người đàn ông trần truồng không ra tay nữa. Người đàn ông áo xanh nhìn gã trần truồng trước mặt mình, một tia kiếm quang xuất hiện trên đầu ngón tay y đang định ra tay thì như thể nghĩ đến điều gì, chỉ lắc đầu nở nụ cười cũng không thể giúp được gì nhiều cho hắn.
Nói xong, y và tổ sư võ viện đã hoàn toàn biến mất. Người đàn ông trần truồng tiếp tục vác bia mộ đi về phía trước, mà hướng gã đi chính là phương hướng hai người đàn ông áo xanh đi đến. Chương 1485, ông ta vẫn còn chút không cam lòng. Tinh vực thần võ thành, võ viện. Hai người đàn ông áo xanh đột nhiên rời đi, khiến mọi người ở đây có hơi mờ mịt. Vậy là đi rồi. Mà lúc này, bầu không khí xung quanh cũng khá lúng túng. Rõ ràng quan hệ của tổ sư kiếm tông và tổ sư võ viện không hề bình thường. Lúng túng nhất là phía kiếm tông, bọn họ không ngờ rằng sau khi mời tổ sư ra thì tình hình lại biến thành thế này. Đồng minh của mình lại bị tổ sư của mình giết sạch. Vậy là lại có thêm một kẻ địch. Cho dù thế nào đi nữa, kiếm tông bây giờ có thể nói là chịu trăm thiệt. Không chỉ tổn thất nhiều kiếm tu đạo cảnh như vậy, mà còn bị tổ sư của mình chỉ trích. Hơn nữa tổ sư còn chém giết tất cả cường giả đạo cảnh là đồng minh của mình, cái nồi này chắc chắn sẽ hụp lên đầu kiếm tông. Vừa nghĩ đến đó, Mục Phong Trần đã muốn tự tử quách cho rồi. Lần này kiếm tông lỗ vốn, thua hết. Mục Phong Trần đột nhiên nói, đi thôi. Lý Huyền Phong ở bên hỏi, cứ đi như vậy. Ông ta vẫn còn chút không cam lòng. Mục Phong Trần quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong, người còn muốn như nào nữa? Muốn làm gì nữa? Chương 1486, mộng cảnh hai tầng. Võ Vấn xoay người nhìn sang bên cạnh An Lan Tú, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi, bởi vì người đã không thấy đâu. Kiếm Tông. Sau khi đám người Mục Phong Trần trở lại Kiếm Tông, nhìn Kiếm Tông khắp nơi bừa bộn, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đã từng một thời huy hoàng, vậy mà không đến một ngày, đã biến thành như vậy. Quan trọng nhất là, tổ sư xuất hiện không chỉ không giúp Kiếm Tông, mà còn diệt trừ đồng minh của Kiếm Tông. Mà không còn sự che chở của tổ sư, có thể nói Kiếm Tông chẳng khác nào đã mất một lá bài tẩy cực lớn. Mục Phong Trần lắc đầu, triệu tập tất cả đệ tử Kiếm Tông, dàn xếp cho bọn họ thật tốt, còn nữa, vứt bỏ một ít địa bàn ở trong thành. Cho võ viện hết, tất cả mọi người lui về kiếm tông. Một ông lão đứng sau Mục Phong Trần khẽ gật đầu, sau đó yên lặng thối lui. Mục Phong Trần liếc nhìn Lý Huyền Phong cách đó không xa, có thù, có hận thì cứ để trong lòng là được, biểu hiện ra thì chính là hành vi ngu xuẩn. Nhớ kỹ, chó sủa là chó không cắn người. Nói xong, Mục Phong Trần xoay người rời đi. Lý Huyền Phong đứng im tại chỗ. Hận. Tất nhiên ông ta hận. Ông ta hận nhất là bị Diệp Huyên đùa bỡn. Bị một kẻ yếu hơn mình đùa bỡn, ông ta sao cam tâm được. Nhất là lại để vụt mất bảo vật kia, ông ta cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng ông ta biết rõ, lúc trước bản thân đã bị phẫn nộ che mờ lý trí. Lý Huyền Phong hít sâu một hơi, khẽ cười nói, Diệp Huyên, chúng ta chưa xong đâu. Vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt ông ta thay đổi. Ông ta vội rút kiếm chém về phía trước một nhát. Chiêu kiếm này vừa chém xuống, một bóng người trước mặt ông ta bị chấn bay. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, Lý Huyền Phong cười khẩy, hóa ra là ngươi, không ngờ ngươi. Nói đến đây, trong mắt ông ta đột nhiên co lại, không. Vừa nói xong, Diệp Huyên cách đó không xa đột nhiên biến mất. Mà một thanh kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào sâu gáy ông ta. Mộng cảnh hai tầng, chương 1487, hắn không muốn bị kiếm tông bao vây. Không đơn giản là mộng cảnh hai tầng, mà còn có long hồn, long lực và lực lượng ma kha. Tất nhiên, còn có kiếm chấn hồn. Lần ám sát này, có thể nói hắn đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Sau khi thanh kiếm kia xuyên thủng đầu Lý Huyền Phong, cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên đều lặng yên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ngay nháy mắt Diệp Huyên vừa biến mất, Mục Phong Trần đã xuất hiện ở đó, khi thấy Lý Huyền Phong đứng cứng ngắc tại trận, hai tay ông ta run lên. Mà ở xung quanh, những kiếm tu đạo cảnh của kiếm tông cũng xuất hiện. Một cường giả đạo cảnh trong đấy vội vàng đi đến trước mặt Lý Huyền Phong, lúc này Lý Huyền Phong vẫn chưa tắt thở. Cường giả đạo cảnh kia kiểm tra Lý Huyền Phong một lượt, sau đó nhìn về phía Mục Phong Trần,
lắc đầu, linh hồn đã bị một luồng sức mạnh thần bí tổn thương, không thể cứu chữa được nữa. Mục Phong Trần đi tới trước mặt Lý Huyền Phong, Lý Huyền Phong nhếch miệng nở nụ cười, không ngờ rằng ta lại chết theo cách này. Mục Phong Trần nhìn Lý Huyền Phong, không nói gì. Lý Huyền Phong nhìn phía cuối chân trời, nhẹ giọng nói, mục đích ban đầu của ta cũng chỉ là muốn để kiếm tông bước ra ngoài, vang danh khắp chư thiên vạn giới, để các kiếm tu từ khắp nơi trên thế giới đến gia nhập kiếm tông ta. Đáng tiếc, tham thì thâm, chữ tham này không chỉ che mờ hai mắt ta, mà còn che mờ cả tâm ta. Nói xong, ông ta nhìn Mục Phong Trần, đừng xem thường hắn. Vừa dứt lời, hai mắt ông ta đã không còn sắc thái gì nữa. Linh hồn đã hoàn toàn tan biến. Đã thần hồn câu diệt, chuyện ra đấu. Mục Phong Trần đứng đó nhìn Lý Huyền Phong rất lâu, cuối cùng, ông ta xoay người rời đi, khi đi đến trong đại điện kiếm tông, nhìn pho tượng người đàn ông áo xanh ở cách đó không xa, một lát sau, ông ta mới lắc đầu nở nụ cười, một tổ sư không thể bảo vệ kiếm tông ta thì còn cần làm gì. Từ giờ khắc này trở đi, kiếm tông ta không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Vừa dứt lời, ông ta chém một kiếm ra. Pho tượng người đàn ông áo xanh lập tức hóa thành bột mịn. Sau khi Diệp Huyên giết chết Lý Huyền Phong thì lập tức rời khỏi kiếm tông. Hắn không muốn bị kiếm tông bao vây. Chương 1488, mọi người đoàn tụ. Bây giờ hắn không có cách nào để giết chết Mục Phong Trần, bởi vậy hắn lựa chọn giết Lý Huyền Phong. Diệp Huyên hắn không muốn để kẻ địch cứ sống nhởn nhơ mãi. Có thể giết, thì phải giết. Lúc Diệp Huyên trở lại võ viện đã bừa bộn khắp nơi. Trận chiến này, tuy võ viện thắng, nhưng cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn, nhất là đám người áo đen xuất hiện lúc cuối kia, còn khiến cho võ viện tổn thất vài cường giả. Thấy Diệp Huyên, Võ Vấn trầm giọng nói, người đến kiếm tông giết Lý Huyền Phong. Diệp Huyên gật đầu. Võ Vấn lắc đầu, kích động quá. Lý Huyền Phong này trên danh nghĩa là sư đồ của Mục Phong Trần, nhưng thật ra là ông cháu. Ngươi giết Lý Huyền Phong, Mục Phong Trần kia nhất định sẽ liều mình tìm ngươi báo thù. Diệp Huyên cười nói, ta không giết ông ta, lẽ nào hai ông cháu kia chịu buông tha cho ta sao? Võ Vân im lặng. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, bọn họ sẽ không buông tha cho ta, đã thế, tại sao ta không thẳng tay giết bọn họ trước? Hắn biết rõ. Tuy tổ sư kiếm tông đã trách cứ đám người Mục Phong Trần, nhưng nhóm kiếm tu này chắc chắn sẽ không biết hối cải. Dù sao vị tổ sư kia đã không còn là người của thời đại này. Hơn nữa kiếm tông biết tháp giới ngục vẫn còn ở trên người hắn. Tất nhiên, cho dù kiếm tông có buông tha cho hắn, hắn cũng sẽ không. Lần này nếu không phải do hắn sớm có phòng bị, Diệp Liên chắc hẳn đã rơi vào trong tay kiếm tông. Vừa nghĩ đến đây, hắn đã hận không thể giết sạch đám kiếm tông kia. Võ Vân đứng trước mặt Diệp Huyên khẽ lắc đầu thôi. Ngươi cũng không phải người của võ viện, lão phu không phải quan tâm nhiều như vậy. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên tìm đến An Lan Tú, Liên Vạn Lý và Diệp Liên, mấy người Mạc Vân Khởi cũng đến. Mọi người đoàn tụ. Một nhóm người này đều đến từ Thanh Thương giới. Trong sân, Diệp Huyên trầm giọng nói, mọi người, quen biết ta có lẽ là bất hạnh của các ngươi, bởi vì ta cảm thấy, phiền phức của ta ngày sau chắc chắn vẫn còn rất nhiều. Lời của người đàn ông áo xanh lúc rời đi, hắn vẫn còn nhớ. Chương 1489, chủ động xuất kích. Tháp giới ngục này xuất hiện trên người hắn không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý sắp xếp như thế. Sự phức tạp trong đó hắn cũng chưa biết rõ hết. Nhưng hắn biết, chuyện này không thể để yên được. Mạc Vân Khởi ở bên cười hì hì, người sợ sẽ liên lụy chúng ta sao? Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, đã liên lụy các ngươi rồi. Mạc Vân Khởi trầm giọng nói, thật ra Diệp Thổ Phỉ à, mấy người chúng ta cũng không yếu đâu. Ta đã đạt đến nguyên cảnh, bây giờ thánh cảnh bình thường đã không còn là đối thủ của ta, qua một quãng thời gian nữa. Ta sẽ có thể giết chết tạo hóa cảnh dễ như trở bàn tay. Bạch Trạch đột nhiên nói, đối thủ của hắn bây giờ toàn là đạo cảnh. Mạc Vân Khởi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Mạc Huynh, võ viện là một nơi rất tốt,
các ngươi ở đây có thể học được rất nhiều thứ, còn phải tu luyện cho tốt, sau này ta mong có thể kề vai chiến đấu với mọi người. Hắn biết, có rất nhiều lúc người đến rồi người lại đi. Mà hắn lại không muốn mất đi những người bạn trước mắt này. Những người bạn này đều có tình nghĩa vào sống ra chết với hắn. Mạc Vân Khởi cười nói, Diệp Thổ Phỉ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không để ngươi bỏ lại quá xa đâu. Diệp Huyên cười đáp, cho dù như thế nào đi nữa, các ngươi là bạn của ta, là huynh đệ của ta, điều này sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Mạc Vân Khởi cười hì hì, ngươi bỗng dưng tốt thế, ta có hơi không quen. Chuyện đề cử, cô vợ câm của trùm mafia. Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau bật cười. Tu luyện thôi. Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng dậy, không lãng phí thời gian với các ngươi nữa. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Bạch Trạch cũng đứng dậy rời đi. An Lan Tú nhìn Diệp Huyên, tiếp theo có dự định gì không? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, chủ động xuất kích. An Lan Tú khẽ gật đầu, cẩn thận mọi việc. Diệp Huyên nói, mọi người cũng vậy đấy. Cẩn thận Kiếm Tông, và cả tinh chủ kia nữa. Tinh chủ. Theo suy đoán của hắn, đám người áo đen xuất hiện lúc trước có khả năng là được tinh chủ phái tới. Chương 1490. Mà sự xuất hiện của những người này cũng khiến hắn biết rằng, tuy đám người lão nhạc tin tháp giới ngục không ở trên người hắn, nhưng vẫn có người không tin như vậy. Nói chung, hắn không muốn ngồi đợi chết. Sau khi tạm biệt với nhóm người An Lan Tú, Diệp Huyên rời khỏi Thần Võ Thành, hắn tìm đến đám người lão nhạc. Lão nhạc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nhìn đám người lão nhạc một lát rồi nói, chư vị, các ngươi muốn rời đi luôn, hay là tiêu diệt Kiếm Tông, đốt lấy bảo vật kia? Lão nhạc lạnh lùng nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyên đáp, nếu là vế sau, vậy thì lúc này Kiếm Tông đang suy yếu, chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Lão nhạc trầm mặc, hiển nhiên cũng đang đắn đo. Diệp Huyên khẽ lắc đầu nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh, Diệp công tử đang thất vọng về chúng ta sao? Diệp Huyên dừng bước lại, hắn xoay người nhìn xem, không gian cách đó không xa đột nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái bước ra. Cô gái khoảng chừng 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu mực, tóc xõa ngang vai, trong tay cầm một chiếc quạt xếp màu đen. Phía sau cô gái có hai ông lão, một người mặc áo bào trắng, người còn lại thì mang áo bào đen. Nhìn thấy cô gái này, sắc mặt đám người Dạ Lan lập tức thay đổi, bọn họ vội vàng đi đến trước mặt cô gái rồi cung kính thi lễ, Tam tiểu thư. Lão nhạc không nói gì, lão ta lặng lẽ lùi về đứng sau cô gái kia. Cô gái gõ nhẹ chiếc quạt xếp trong tay phải lên lòng bàn tay trái, đám người Dạ Lan vội vàng lui sang một bên, Diệp Huyên phát hiện lúc này trên mặt đám người Dạ Lan còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái này là người nào? Lại khiến đám cường giả đạo cảnh sợ hãi đến vậy. Chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Lúc này, cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, quan sát Diệp Huyên một chút rồi cười nói, là một nhân tài, thực lực yêu nghiệt, không tệ. Diệp Huyên nói, cô nương quá khen. Cô gái cười nói, không, ngươi là người đầu tiên ta khen đấy. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ta rất vinh hạnh. Cô gái nhìn về phía Thần Võ Thành, có người nói tổ sư Kiếm Tông và tổ sư Võ Viện đều xuất hiện rồi. Dạ Lan vội vàng gật đầu, đúng vậy. Chương 1491, ở trong tay Kiếm Tông. Cô gái đột nhiên nhìn về phía Dạ Lan, ta đáng sợ lắm sao? Dạ Lan ngây cả người, sau đó vội vàng lắc đầu. Cô gái nhìn thẳng vào Dạ Lan, ta không đáng sợ thì tại sao ngươi lại nịnh bợ ta? Dạ Lan lại lần nữa đổ mồ hôi lạnh. Cô gái lạnh nhạt nói, dù gì cũng là một cường giả đạo cảnh, phải có phong độ của cường giả đạo cảnh, rõ chưa? Dạ Lan vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ không thôi. Tam tiểu thư trước mắt này đâu phải chỉ là một người hung ác bình thường. Tam tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyên, mục tiêu của Diệp công tử là Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu. Tam tiểu thư cười nói, người muốn liên thủ với chúng ta.
Diệp Huyên lại gật đầu. Tam tiểu thư đi tới trước mặt Diệp Huyên, ả nhìn thẳng Diệp Huyên, nghe đồn bảo vật này không nằm trong tay kiếm tông, mà là đang ở trên người Diệp Huynh đây. Diệp Huyên cười nói, vậy cô nương cảm thấy thế nào? Tam tiểu thư cười đáp, ta hy vọng Diệp công tử nói cho ta biết. Diệp Huyên nói, ở trong tay kiếm tông. Tam tiểu thư nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, xem kìa, cô đâu có tin. Tam tiểu thư cười bảo, Diệp Huynh, để giảm thiểu phiền phức không thiết yếu, có thể để ta kiểm tra ngươi một chút được không? Diệp Huyên lắc đầu, không được. Tam tiểu thư híp mắt lại, tại sao? Diệp Huyên đi tới trước mặt Tam tiểu thư, tuy ngoài mặt các hạ ôn hòa dễ gần, nhưng từ trong cốt cách đã lộ ra vẻ ngạo mạn ngông cuồng. Tam tiểu thư, ta muốn cô hiểu rõ, ta không nhất thiết phải hợp tác với các cô, cũng không yêu cầu các cô hợp tác chung. Nói xong, hắn nhìn thẳng vào Tam tiểu thư, tất nhiên, nếu Tam tiểu thư cũng đồng ý để ta kiểm tra cô một chút, ta sẽ đồng ý để Tam tiểu thư kiểm tra. Nghe Diệp Huyên nói thế, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn lên người hắn. Diệp Huyên làm lơ ánh mắt của bọn họ, xoay người rời đi. Hắn biết rõ có nhiều người, nếu ngươi càng nhún nhường, thì họ lại càng được nước lấn tới. Chương 1492, chính là Diệp Huyên. Người như thế, không thể chiều theo được. Còn việc hợp tác, nếu có thể hợp tác được thì tốt, còn không thể hợp tác thì hắn cũng chẳng mất mát gì cả. Vạn sự phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, hai ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước lại, Tam tiểu thư phía sau hắn cười nói, Diệp Huynh, có lẽ ngươi hiểu lầm rồi. Nói đến đây, ả đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn thẳng vào hắn, ta không phải đang trưng cầu sự đồng ý của ngươi, ta chỉ nói cho ngươi biết thôi, ngươi đã hiểu chưa? Diệp Huyên đột nhiên xuất kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng nhanh, trực tiếp bắn về phía đối diện hắn. Tam tiểu thư không tránh không né, cứ đứng yên ở đó. Nhưng chiêu kiếm này của Diệp Huyên lại như thể chém vào không khí vậy, Tam tiểu thư vẫn đang đứng vững trước mặt hắn. Tam tiểu thư mặt vô cảm, ả đang định nói chuyện thì đột nhiên nhíu mày lại, vung tay phải lên chặn về phía trước, cản được một chiêu kiếm. Tam tiểu thư nháy mắt lùi lại hơn vài chục trượng. Ả vừa dừng lại thì đã có hai thanh phi kiếm chém đến. Tay ngọc của Tam tiểu thư nhẹ nhàng vung lên. Hai thanh phi kiếm lập tức vỡ vụn, cùng lúc đó, ả đột nhiên biến mất, một khắc sau, một bóng người đối diện ả đã bị chấn bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyên. Khóe miệng Tam tiểu thư cong lên thành một nụ cười khẩy, thế nhưng một khắc sau, trong mắt ả đột nhiên co lại, ả vội đan hai tay vào nhau chặn về phía trước. Một thanh kiếm chém đến. Tam tiểu thư lập tức lùi lại trăm trượng. Cùng lúc đó, một tia kiếm quang chém thẳng vào Tam tiểu thư, thế nhưng sau một chốc, một tiếng kiếm ngân vang vọng từ trong kiếm quang kia, nháy mắt, một luồng kiếm quang khác đã xé rách kiếm quang kia. Kiếm quang vỡ vụn, Tam tiểu thư cầm một thanh kiếm bước ra. Tam tiểu thư cầm kiếm khẽ vung nhẹ về phía trước. Răng rắc. Xung quanh như có thứ gì đó vỡ vụn. Theo âm thanh này vang lên, mọi thứ xung quanh khôi phục lại như thường. Chương 1493, thật quá kỳ lạ. Tam tiểu thư nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, ba tầng ảo cảnh, người khiến ta bất ngờ thật đấy. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngươi là kiếm tu. Tam tiểu thư cầm kiếm đi về phía Diệp Huyên, bất ngờ. Diệp Huyên gật đầu, có chút. Khóe miệng Tam tiểu thư hơi cong lên, lúc này, một ông lão sau lưng ả đã định ra tay, nhưng ả lại lắc đầu, để tự ta đến. Vừa dứt lời, cả người ả đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Huyên, tung một chiêu kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Nhưng Diệp Huyên lại không hề né tránh, để mặc chiêu kiếm đó đâm vào ngực mình. Sắc mặt Tam tiểu thư khẽ thay đổi, trong mắt ánh lên tia khó tin nổi, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhún người nhảy lên, một chiêu kiếm đã chặn ngang cuống họng Tam tiểu thư. Xung quanh yên tĩnh. Tam tiểu thư nhìn thẳng vào Diệp Huyên, người động vào ta thử xem. Diệp Huyên chém kiếm xuống. Một cánh tay của Tam tiểu thư bay ra ngoài. Máu tươi bắn như suối.
Tam tiểu thư gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, người có biết bản thân đang làm gì không? Diệp Huyên lại tung một chiêu kiếm. Xoẹt. Tay trái của tam tiểu thư cũng bay ra ngoài. Diệp Huyên nhấc kiếm kề ngang cuống họng tam tiểu thư, người còn nói, ta còn chém, chơi vui lắm. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Lúc này, xung quanh Diệp Huyên đều là cao thủ đạo cảnh. Lão Nhạc, một ông lão mặc áo báo đen và một ông lão mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ba người lóe lên sát khí lạnh lẽo. Trước đó bọn họ cũng đã chuẩn bị sẽ ra tay bất cứ lúc nào rồi, nhưng bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại trúng một kiếm mà không bị gì. Thật quá kỳ lạ. Trước mặt Diệp Huyên, dù tam tiểu thư đã mất đi hai cánh tay, nhưng sắc mặt ả vẫn rất bình tĩnh. Có điều lúc này, suy nghĩ của ả đã bắt đầu thay đổi. Chương 1494, các người đã lục soát ta rồi. Người trước mặt này không sợ ả. Là thật sự dám giết ả. Hơn nữa còn định giết ả. Vì ả có thể cảm nhận được trong kiếm của Diệp Huyên đã có sát khí. Đúng là Diệp Huyên có suy nghĩ này. Hắn không muốn gây thù với người khác, nhưng lúc không thể không trở thành kẻ thù, hắn sẽ chọn đuổi cùng giết tận. Tam tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giết ta, ngươi và bạn của ngươi sẽ mãi mãi không có ngày yên thân, không phải ta uy hiếp ngươi, mà đang nói sự thật với ngươi. Diệp Huyên cười nói, không giết ngươi thì ngươi cũng sẽ điên cuồng trả thù ta, không phải sao? Nói xong, nụ cười của hắn trở nên lạnh lẽo, muốn ra tay. Diệp công tử. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Nơi đó có một cô gái chậm rãi đi tới. Người này giống tam tiểu thư đến 7-8 phần, mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, vóc dáng thon dài, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp. Thấy người đến, mấy người Dạ Lan vội hành lễ, bái kiến đại tiểu thư. Khác với lúc trước, trên mặt mấy người Dạ Lan không có sợ hãi, chỉ có cung kính. Cô gái gật đầu, sau đó ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, giết muội ấy, người có nghĩ đến việc sẽ rời khỏi nơi này bằng cách nào không? Giết muội ấy, chúng ta sẽ tạm thời tha cho kiếm tông, lập tức trả thù ngươi. Nhưng người có nghĩ đến việc mình còn người thân bạn bè không? Người có thể trốn, còn bọn họ có thể trốn được sao? Diệp Huyên cười nói, cô nương này, vậy cô nói xem ta nên làm gì? Cô gái khẽ đáp, Diệp công tử. Mục tiêu của chúng ta không phải ngươi mà là bảo vật đó. Mà chúng ta muốn xác nhận xem bảo vật đó có còn ở trên người ngươi không. Nếu không phải ở trên người ngươi thì chúng ta sẽ là bạn. Còn nếu ở trên người ngươi, chỉ cần ngươi chịu giao ra, thì chúng ta vẫn sẽ là bạn. Diệp Huyên nói, các người đã lục soát ta rồi. Nói xong, hắn nhìn Lão Nhạc ở cách đó không xa. Lão Nhạc nhìn đại tiểu thư, gật nhẹ đầu. Đại tiểu thư cười nói, ta còn muốn xem lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, vì có người nói với chúng ta bảo vật đó ở trong tay ngươi, bảo chúng ta đừng nhằm vào kiếm tông nữa. Diệp Huyên im lặng. Chương 1495. Đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, chuyện này cũng có lợi với ngươi, nếu chúng ta kiểm tra thấy bảo vật đó không ở trong tay ngươi, như vậy bắt đầu từ bây giờ, rất nhiều thế lực sẽ không nhắm vào ngươi nữa. Bọn họ sẽ nhắm vào kiếm tông, chúng ta cũng thế. Mà nếu ngươi không phối hợp, các thế lực sẽ phân vân, vì bọn họ không muốn bị người khác lợi dụng, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên nhìn thẳng vào đại tiểu thư, bảo bọn họ lùi lại vạn trượng. Lão Nhạc nhíu mày, Diệp Huyên, ngươi đừng có được voi đòi tiên. Diệp Huyên không quan tâm đến Lão Nhạc mà nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn mấy người Lão Nhạc, mọi người lùi lại đi. Lão Nhạc hơi do dự, đại tiểu thư lại nói, lùi lại. Mấy người Lão Nhạc không dám cãi lời, lập tức lùi lại. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại ba người. Diệp Huyên, tam tiểu thư và đại tiểu thư. Diệp Huyên buông tam tiểu thư ra, hắn đi tới trước mặt đại tiểu thư kiểm tra đi. Đúng như lời của đại tiểu thư, hắn cần chứng minh. Chứng minh bảo vật này không nằm trên người mình, chỉ có thế, những thế lực trong bóng tối mới bỏ qua cho hắn. Cũng chỉ thế, những người này mới có thể hoàn toàn yên tâm, sau đó nhằm vào kiếm tông.
Đại tiểu thư cười nói, xem ra Diệp công tử rất có lòng tin với mình. Diệp Huyên hờ hững lặp lại, kiểm tra đi. Đại tiểu thư đi tới trước mặt Diệp Huyên, dán tay phải vào ngực hắn. Một lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyên. Lúc này, một thanh kiếm cũng chĩa vào gáy đại tiểu thư. Chỉ cần cô gái trước mắt có hành động khác thường, kiếm của hắn sẽ lập tức đâm qua gáy ả ta. Mà kiếm này là kiếm trấn hồn, một kiếm này chém xuống, cô gái này chết chắc. Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thần thức của ả ta đi thẳng vào trong người Diệp Huyên, lúc này, tất cả tình trạng trong người Diệp Huyên đều bị thấy hết. Đương nhiên tháp giới ngục không hề bị phát hiện. Bây giờ tháp giới ngục này đã có chút ý thức, dưới tình huống nó chủ động che giấu, người bình thường hoàn toàn không thể phát hiện ra nó. Một lát sau, cô gái rụt tay phải về, ả ta nhìn Diệp Huyên, người không có đan điền. Diệp Huyên cười đáp, phải. Chương 1496. Ả ta nhìn Diệp Huyên thêm một lúc, đang muốn cất lời, thì Diệp Huyên đã lặng lẽ biến mất. Lúc này, mấy người lão nhạc xuất hiện trước mặt cô gái. Đại tiểu thư xoay người nhìn về phía thần võ thành, không biết đang nghĩ gì. Lão nhạc trầm giọng nói, đại tiểu thư, bảo vật kia có ở trên người hắn không? Đại tiểu thư lắc đầu. Lão nhạc nói, vậy thì ở trên tay kiếm tông rồi. Đại tiểu thư khẽ nói, lời của người này không thể tin hết. Lão nhạc nhíu mày, ý đại tiểu thư là có thể còn ở trên người hắn. Đại tiểu thư gật đầu, người này rất thần bí, ta không nhìn thấu được hắn. Đương nhiên thứ kia cũng có thể ở trong tay kiếm tông. Kiếm tông làm thế cũng có thể là muốn đánh lạc hướng chúng ta. Lão nhạc trầm giọng nói, xử lý Diệp Huyên trước. Đại tiểu thư đáp, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất rồi. Chương 1497. Mục Phong Trần hỏi ngược lại, Diệp Huyên chứng minh với các ngươi thế nào? Lão nhạc hờ hững nói, cho chúng ta lục soát người, thế nào, Mục Huynh cũng muốn để chúng ta lục soát người à? Mục Phong Trần cười nhạt, cho các ngươi lục soát người thì các ngươi sẽ tin bảo vật đó không ở trong tay chúng ta à? Lão nhạc nhìn thẳng vào Mục Phong Trần, sẽ không? Mục Phong Trần cười nói, vậy các ngươi có bản lĩnh gì thì đến đi. Lão nhạc lắc đầu, xem ra đúng như đại tiểu thư nói, quý tông môn là có chỗ dựa rồi. Là tinh chủ kia sao? Mục Phong Trần không đáp, kiếm tông ta chờ các ngươi đến. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lão nhạc im lặng một lát rồi cũng xoay người rời đi. Bên ngoài thần võ thành. Đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành, cười nói, bọn họ tự tin đấy. Lão nhạc gật đầu, có lẽ là tinh chủ kia nhúng tay vào. Tinh chủ. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói, đến bây giờ vị tinh chủ này vẫn còn chưa xuất hiện đâu. Lão nhạc trầm giọng nói, đại tiểu thư, cô nói xem, kiếm tông có thể giao bảo vật này cho tinh chủ không? Đại tiểu thư lắc đầu, nếu bảo vật đó ở trong tay bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không giao ra, bảo vật như vậy, không một ai sẵn lòng giao ra hết. Nói đến đây, ả ta hơi nhíu mày, nhìn về phía lão nhạc, ngày đó Diệp Huyên kia chủ động đưa ra à. Lão nhạc gật đầu. Đại tiểu thư càng nhíu chặt mày hơn. Lúc này, lão nhạc nói, ngày đó, hắn bị chúng ta và kiếm tông bao vây, chỉ khi giao thứ này ra mới có thể thoát thân, người này cũng rất biết từ bỏ đúng lúc, hôm đó nếu hắn không giao bảo vật ra thì hắn sẽ chết chắc. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói, có điều tra ra người đứng sau tên này chưa? Lão nhạc lắc đầu, lúc trước người của chúng ta đến tinh vực Vị Ương, người tiêu diệt phân thân của tinh chủ ngày đó là một người đàn ông trung niên, nhưng người đàn ông trung niên này đã biến mất tăm, không biết đã đi đâu rồi. Đại tiểu thư nhìn về phía lão nhạc, chúng ta cũng không điều tra ra sao? Chương 1498, tìm hiểu về thế giới này. Lão nhạc lắc đầu. Không tra ra, tóm lại là người đứng sau Diệp Huyên này cũng không đơn giản. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói, có thể không đơn giản đến mức nào. Lão nhạc nói với giọng điệu nặng nề, nếu bảo vật kia không nằm trong tay hắn, vậy tốt nhất chúng ta vẫn không nên đối đầu với hắn. Người này còn nhỏ tuổi đã trưởng thành đến mức này, tương lai chắc chắn là một kiếm tu tuyệt thế. Nói đến đây,
lão ta không nói tiếp nữa. Thế lực đứng sau bọn họ rất mạnh, nhưng Diệp Huyên cũng không yếu. Đại tiểu thư im lặng một lát, sau đó nhìn về phía kiếm tông, tiêu diệt kiếm tông trước đã. Dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa truyền âm xuyên qua không gian. Mấy giây sau, không gian trên bầu trời của kiếm tông đột nhiên nứt ra một khe hở dài đến nghìn trượng, sâu trong không gian đó có tiếng gào thét không ngừng vang lên. Lúc này, tất cả mọi người trong thần võ thành đều nhìn về phía kiếm tông. Kiếm tông, Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn lên không trung, 12 người xông ra từ trong không gian bị nứt đó. 12 người này đều mặc áo giáp màu đen, đội mũ sắt màu đen, trên lưng đeo một thanh trường đao màu đen, bên dưới bọn họ còn có một con ngựa một sừng, ngựa lớn hơn ngựa bình thường gấp mấy lần, có đôi cánh màu đen, chân dẫm xuống đất cũng có tia điện lóe lên, nhanh tựa ánh sáng. Thấy 12 người này, sắc mặt Mục Phong Trần thay đổi. Lúc này, ông ta đã biết thế lực đứng sau là ai rồi. Đường tộc. Thế gia siêu cấp của Nam Hoang giới. Có người đồn rằng Thiết Kỵ Đường tộc, vô địch lục địa. Mục Phong Trần nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, Diệp Huyên, dù kiếm tông ta có bị tiêu diệt, cũng phải kéo ngươi chết cùng. Lúc đường tộc tấn công kiếm tông, lúc này Diệp Huyên đang ở trong kho sách của võ viện. Tìm hiểu về thế giới này. Từ Thanh Thành đến bây giờ, hắn hoàn toàn không có khái niệm gì với vũ trụ này cả, chỉ biết là vũ trụ rất rộng lớn. Mà bên trong võ viện có rất nhiều ghi chép chi tiết với thế giới này. Quyển sách hắn đang đọc bây giờ tên là Nhìn Khắp Thế Giới. Quyển sách này ghi chép rất chi tiết về vũ trụ. Chương 1499, Cổ Đạp Thiên. Từ trong sách, hắn được biết vũ trụ vô biên, có vô số tinh vực, biên giới vũ trụ đã biết trước mắt là Nam Hoang Giới, Bắc Hoang Giới, Tây Hoang Giới, Đông Hoang Giới. Bốn tinh giới này chính là tất cả biên giới vũ trụ đã biết hiện tại. Bên ngoài tinh giới vô cùng mờ mịt, không ai biết bên ngoài có gì, mà vũ trụ trong bốn tinh giới này được gọi là vũ trụ hỗn độn. Cái tên này từ đâu đến, không ai biết được. Vũ trụ hỗn độn này cũng từng có rất nhiều nền văn minh rực rỡ. Trong đó, nền văn minh thần bí cổ xưa nhất chính là Thái Cổ tộc. Nghe đồn bây giờ nền văn minh võ đạo của vũ trụ hỗn độn này cũng xuất phát từ Thái Cổ tộc, mà sau đó không biết vì sao Thái Cổ tộc đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vài ghi chép vụn vặt. Sau Thái Cổ tộc chính là Thần tộc và Minh tộc. Nhưng ghi chép của hai tộc này cũng rất ít, chỉ biết năm đó cả hai tộc đều biến mất một cách thần bí. Sau hai tộc này là thời đại hỗn loạn là vô số thế lực phân chia vũ trụ hỗn độn trong trạng thái bị phân chia. Thời kỳ này, vũ trụ hỗn độn cực kỳ hỗn loạn. Mãi đến khi tinh chủ đời thứ nhất của Liên minh Trật tự xuất hiện, thành lập trật tự, vũ trụ hỗn độn mới dần bình thường trở lại. Nhưng sau đó, nhân tài của Liên minh Trật tự điêu linh, không ai có thể khiến chư thiên tinh vực phải sợ hãi như tinh chủ đời thứ nhất nữa. Thời đại hiện tại thì có mấy thế lực lớn mạnh mẽ. Đầu tiên chính là Liên minh Trật tự. Dù thực lực đã không bằng trước đây, nhưng lạc đà gầy vẫn mạnh hơn ngựa, hơn nữa bây giờ Liên minh Trật tự vẫn là lão đại trên danh nghĩa của vũ trụ hỗn độn. Ngoài Liên minh Trật tự ra còn có 5 thế lực siêu cấp, theo thứ tự là một nước hai tộc hai tông. Một nước chính là Thần Quốc, nằm ở Đông Hoang Giới, Thần Quốc có thể nói là nơi phồn hoa nhất trong vũ trụ hỗn độn này. Nơi này địa vực bao la, nắm trong tay hơn nghìn tinh vực, chẳng những thế. Nền văn minh võ đạo trong nước rất hưng thịnh, còn có rất nhiều đạo thống thần bí như Nho gia, Thích gia, Binh gia, có thể nói, hiện nay, sau Liên minh Trật tự, nền văn minh võ đạo của Thần Quốc đang đại diện cho cả vũ trụ hỗn độn. Năm đó Thần Quốc cũng muốn thống nhất cả chư thiên vạn giới, nhưng đã bị Liên minh Trật tự ngăn cản. Người ra tay là một tinh chủ của Liên minh Trật tự vào 3.000 năm trước, tên Cổ Đạp Thiên. Chương 1500, Kiếm Tông tự làm bậy. Nhưng Thần Quốc cũng theo đó rút binh, không bước vào Đông Hoang Giới một lần nào nữa, đến nổi người đời cũng sắp quên đi Thần Quốc. Còn về Cổ Đạp Thiên thì có rất nhiều tin đồn, có người nói ông ta giết chết thần đế của Thần Quốc, sau đó rời khỏi vũ trụ hỗn động, cũng có người nói sau khi giết chết thần đế, ông ta cũng bị thương nặng rồi chết, cũng có người nói ông ta bị nhốt ở Thần Quốc.
rất nhiều tin đồn. Dưới thần quốc chính là hai tộc. Hai tộc này chính là Đường tộc và Yêu tộc. Yêu tộc ở Tây Hoang giới, từng có giao hẹn với tinh chủ đời thứ nhất của nhân tộc và Yêu tộc, đời đời không đụng chạm nhau. Còn Đường tộc thì nằm ở Nam Hoang giới. Đường tộc rất thần bí, chỉ có một ghi chép với bọn họ, kỵ binh Đường tộc, vô địch lục địa. Sau Đường tộc là võ viện và kiếm tông của thần Võ Thành. Đây là một nơi đặc biệt. Nhất là kiếm tông, không có một thế lực nào dám xem thường kiếm tông cả, vì chiến lực của kiếm tu là thứ không ai dám xem thường. Từ khi lập tông đến bây giờ, kiếm tông có khoảng mấy trăm kiếm thánh, trong đó cũng có hơn trăm kiếm thánh siêu phàm. Mà thời kỳ đỉnh cao nhất là đồng thời có 38 vị kiếm thánh siêu phàm, 79 vị kiếm thánh. Thời kỳ này là thời kỳ nổi bật nhất của kiếm tông. Lúc đó, ở trong vũ trụ hỗn độn này, không một ai dám trêu vào kiếm tông, dù là liên minh trật tự hay đường tộc cũng phải nể mặt kiếm tông ba phần. Hơn nữa kiếm tông và võ viện có quan hệ tốt mấy đời, cùng sống trong thần Võ Thành. Dưới tình huống này, càng không có ai dám trêu vào thần Võ Thành. Nhưng sau đó quan hệ giữa kiếm tông và võ viện tệ đi. Diệp Huyên khép sách trên tay lại. Sau một thoáng yên lặng, Diệp Huyên xoay người biến mất. Trước cửa võ điện của võ viện. Võ Vấn nhìn về phía kiếm tông, nhẹ giọng nói, là đường tộc. Hách Liên Thiên lắc đầu, kiếm tông tự làm bậy. Võ Vấn nói, nếu kiếm tông bị tiêu diệt, thì sau này thần Võ Thành chỉ còn lại võ viện ta thôi. Hách Liên Thiên nhìn Võ Vấn, sư tôn, đừng nói người. Võ Vấn lắc đầu, nếu kiếm tông không phải lòng lang dạ sói, lần này chắc chắn võ viện chúng ta sẽ không ngồi yên mặc kệ. Như con nói, là bọn họ tự làm bậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 48.